Kính thưa anh chị em, như ngay từ buổi đầu buổi học hôm nay, Hữu cũng đã giới thiệu phần nào về cái nội dung về đề tài. Đó là hôm nay chúng ta được dẫn dắt bởi huynh trưởng Bùi Ngọc Trinh với đề tài phiền não và bình an. Có điều là trong hôm nay nó sẽ có những cái điểm mới so với các cái buổi trước. Các cái nhóm sẽ được mời gọi để trình bày, chia sẻ những cái ý kiến của mình xoay quanh những cái nội dung mà ban phụ trách đã gửi cho anh chị em, dưới hình thức là chúng ta bốc thăm. Cho nên á, mà qua cái bốc thăm đó thì sau cái phần mà anh em chia sẻ đó thì sẽ có một cái phần quà dành cho các cái nhóm có những cái sự chuẩn bị tốt, có những cái chia sẻ mà đem lại cái sự tâm đắc ở nhiều người. Thì hy vọng rằng với cái cách làm mới này thì lớp học của chúng ta sẽ diễn ra khá là sôi nổi. Và sau đây xin mời huynh trưởng Bùi Ngọc Trinh sẽ đến với lớp học. Dạ, kính thưa huynh trưởng, trưởng ban phụ trách, kính thưa quý huynh trưởng cùng tất cả quý anh chị em chúng ta có mặt trong cái buổi hội học hôm nay. Thì đây là cái đề tài thứ thứ năm, chúng ta còn cái thời gian mà một đề tài nữa là sẽ hết cái phần cái chương trình hội học mà giáo lý. Và hy vọng rằng sau cái đợt này thì ban phụ trách và anh chị em chúng ta cũng sẽ có những cái hướng mới trong cái tình hình mà dịch bệnh nó vẫn còn phức tạp. Chúng ta hy vọng rằng chúng ta sẽ tổ chức được những cái hoạt động mà nó hội học cho anh chị em nó thật sự là hữu ích, dù rằng trong cái hoàn cảnh khó khăn nhưng mà chúng ta vẫn vẫn duy trì được. Và trong cái buổi tối hôm nay chúng ta có 90 phút, tức là bây giờ là chúng ta là 9 giờ 7 giờ 40 và chúng ta sẽ kết thúc vào khoảng 9 giờ 10, chúng ta có 90 phút cho cái đề tài này. Sau đó thì huynh trưởng trưởng ban sẽ có cái phần phát biểu chia sẻ với quý anh chị em. Và trong buổi tối hôm nay thì chúng ta cũng thật sự là có một cái buổi sinh hoạt mở. Nó không phải là một buổi mà chúng ta giảng giáo lý, mà chúng ta buổi hội học để chia sẻ với nhau và kêu gọi quý anh chị em chúng ta là cố gắng là chúng ta cùng nhau chia sẻ thật sự để mà mình có cái sự hội học mà lẫn nhau. Thì cái đề tài chúng ta hôm nay là có 16 nhóm, thì có 15 nhóm là gửi bài về. Cho Trinh hỏi một tí là quý anh chị em có thấy màn hình Trinh xem không ạ? Dạ có. Có đang đang Dạ là thấy rồi. cái khung hình là nó chương trình đúng không? Dạ chưa chạy nha anh. Dạ. Chưa chạy hả? Rồi Dạ đúng rồi anh. Dạ. rồi Trinh sẽ lại sẽ quýt cho em một tí. Thì trong hôm nay đó kêu gọi của anh chị em là rồi, của anh chị em thấy cái màn hình chạy chưa ạ? Chưa anh Trinh Alo. ơi, chờ chút, chờ chút. Chưa thấy lên. Rồi. Rồi, quên em thấy rồi đúng không? Dạ rồi anh. Dạ thấy rồi anh. Rồi. Thì chúng ta hôm nay thì cái chương trình của chúng ta nó gồm có ba cái phần chính, là chúng ta sẽ giới thiệu, sau đó là quay số, chọn cái nhóm chúng ta trình bày. Và có nhóm thì sẽ chuẩn bị kỹ, có nhóm chuẩn bị chưa kỹ, nhưng chúng ta đừng có ngại. Cái thứ hai là chúng ta sẽ trình bày, các nhóm thực hiện trình bày. Và trong cái phần trước khi đúc kết đó, chúng ta có một cái game
giống như là chúng ta ôn lại cái nội dung mà tối nay chúng ta trao đổi chia sẻ. Thì quý anh chị em cố gắng làm theo dõi cái nội dung để mà chúng ta có cái phần thực hiện cái phần mà game cho nó tốt. Và cuối cùng là cái phần đúc kết bài học chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ. Và chúng ta thấy rằng là cái việc hội học mà để cho nó cảm thấy rằng là quý anh chị em nó có tham gia, chứ không phải chúng ta mở máy lên rồi sau đó chúng ta đang ở đâu đó thì nó rất là buồn. Do đó là quý anh chị em là sẵn sàng mở camera để tương tác cho nó hiệu quả nhất, để mà chúng ta thấy được với nhau. Thứ hai là chúng ta tích cực và chủ động trao đổi, thảo luận, tương tác với nhau qua khung chat. Chẳng hạn như là bây giờ chúng ta không nói được, không tiện mở cam, không tiện mở mic, thì chúng ta có thể mở cái khung chat đó, chúng ta mở lên, chúng ta ghi vào trong đó. Và chúng ta cũng có thể là gì? Đặt câu hỏi cho vấn đề chưa rõ. Sau khi nhóm trình bày hay là quý huynh trưởng trình bày, chúng ta có thể đặt vấn đề cho nó rõ hơn, tham gia trả lời, chia sẻ câu hỏi mà mình tâm đắc. Ví dụ một vấn đề mà quý anh em chia sẻ, chúng ta thấy rằng chúng ta có cái nội dung mà chúng ta tâm đắc, chúng ta có thể giơ tay để mà chúng ta chia sẻ thêm. Và đặt vấn đề phản biện khi nội dung chưa thuyết phục. Chẳng hạn cái nội dung đó khiến chúng ta còn nghi ngờ, chúng ta còn nhiều cái nội dung, thì chúng ta có thể là phản biện. Phản biện ở đây là chúng ta đặt ra vấn đề, chứ không phải là chúng ta tranh cãi với nhau. Tại vì hội học chúng ta cần phải hiểu, và nhiều khi nhờ cái sự trao đổi đó giúp cho chúng ta có thể hiểu nó rõ hơn. Và ở đây thì chúng ta thấy là ngoài huynh trưởng, trưởng ban ra thì anh chị em chúng ta còn trong cái quá trình mà học tập, tìm hiểu, nên nhiều thứ chúng ta sẽ chưa biết và chúng ta sẽ cùng nhau học tập, và mỗi người có một cái điểm mạnh với nhau. Thì đó là cái tinh thần trong cái buổi hôm nay. Thì để cho bắt đầu á, thì chúng ta sẽ quay số nha, để bốc thăm, mà coi xem thì là ai sẽ là nhóm nào sẽ trình bày. Thì Trinh sẽ chia sẻ cái màn hình lên cho quý anh chị em. Rồi quý anh chị em thấy cái màn hình Trinh chia sẻ chưa? Có cái vòng quay số á. Thấy rồi, thấy rồi. Dạ. Bây giờ Trinh sẽ bấm và hai lần ra cái số nào thì nhóm đó sẽ trình bày nha. Đây là nhóm đầu tiên. Quý anh chị em đoán tỷ số nào? Số 6. Rồi. Dạ, quý anh chị em số 6 đã có mặt chưa ạ? Rồi, số 6 chuẩn bị nha. Chúng ta sẽ có một lần quay nữa, để chúng ta hai lần quay là để chúng ta để chọn luôn hai nhóm luôn. Rồi, bây giờ anh Trinh là kêu ngẫu nhiên tên hay là do nhóm trưởng chọn anh Trinh? Cũng để nhóm chọn, chứ cũng không ép anh em quá là kêu ngẫu nhiên. Dạ. Nhóm chuẩn bị, nhóm 6 chuẩn bị nha. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lần tiếp theo nữa. Anh chị em đoán thì số mấy đây? Không lẽ số 12 à? Số 5 anh. 6 lần 7, 13. Rồi xin mời chúc mừng hai nhóm 6 và 7. Dạ. Nghĩa là tối nay chúng ta có hai nhóm 6 và 7 sẽ trình bày. Rồi nhóm 6 chúng ta đã sẵn sàng chưa ạ? Trong danh sách nhóm 6 bây giờ có các bạn Châu Văn Hoàng, Nguyễn Thị Kiều Anh, Đoàn Thị Thanh Phúc. Biết nhóm 6 rồi, hết rồi. Dạ có. Hai ơi. Có dạ, hả? Có ơi, cho anh cái quyền share cái screen cái đó. Vậy nhóm 6 là Hè đúng không? Và nhóm 7 báo dạ. Luôn là nhóm 7 sẽ là ai trình bày ạ? À? Dạ nhóm 6 là em sẽ share màn hình và bạn Oanh sẽ trình bày nha anh. Dạ. Rồi. Rồi còn dạ, nhóm 7. Đầu tên nhóm 7 luôn nè. Có Tùng anh Trinh ơi. Nhưng mà dạ, thôi Tùng vô đây nói chứ không có xem màn hình ha. Tại vì dạ rồi được. Và mỗi nhóm chúng ta có 7 phút để trình bày. Dạ xin mời nhóm 6. Bây giờ là 7:45. Dạ xin mời nhóm 6. Và anh chị em chúng ta cố gắng nghe cho kỹ và chúng ta ghi chép ha. Một phần kỹ thuật nếu được thì là cho cái đồng hồ luôn đi. Đức ơi, mấy anh co hot cái Đức. Cho anh Hòa co hot đi Đức. Ừ.
số 6 là lục dục và thất tình rồi. Tối nay là lục dục thất tình là phiền não rồi. Chưa gì thấy phiền não rồi anh Sơn ơi. Lục dục thất tình. Lấy em yên tâm đi, có cái quà bự bự của anh Trinh. Có mấy em kia cũng đứng tìm lúc anh Trinh quay số á anh Trinh này. Anh Trinh đã làm cho quý anh chị em là phiền não từ đầu rồi đúng không? Ra hai con số nữa nè. Anh Hè, Hè sẽ được chứ Hè ơi. À dạ chưa anh, em đang chờ Đức. Đức ơi. Mà Đức đi đâu ta? À tại Đức nó bữa nay Đức start cái meeting nên Đức phải make call hot kìa. Vậy em gửi qua anh Trinh mở xe luôn được không anh Trinh Hà? Được. Dạ, và anh Trinh share cái màn hình đi, anh Trinh share cho bạn anh trình bày luôn anh Trinh Hà. Được, gửi đi anh share. Dạ, cái file của nhóm em anh tải về rồi anh share luôn anh. Em gửi trên em gửi qua nhóm 7 sẵn sàng nha. Em gửi đến đâu á? Nhóm 7 sẵn sàng anh Trinh ơi. Rồi nhóm 7 làm trước đi anh Tùng. Dạ. Nhóm 7 làm trước ha. Rồi thôi được rồi, để Tùng anh Tùng. Dạ. Để Tùng cũng share cái màn hình lên đi cho nó. Đâu rồi. Anh như anh Tùng cũng đâu có quyền đó. Anh Trinh em gửi qua Zalo anh Trinh. Không, anh Tùng anh không có share file em. Anh Tùng anh chỉ nói không thôi. Không, có luôn anh Hữu ơi. Tưởng hồi nãy đau không được. Ai ngờ giờ đau được rồi. Ở trong lúc chờ đợi xe màn hình, xin mời huynh trưởng Quốc Sơn hát một bài. Rồi, Trinh sẽ share. Rồi, Trinh sẽ share luôn màn hình. Bây giờ Trinh có hai file luôn rồi. Bây giờ file của nhóm nào nói trước? Đây các anh có thấy cái màn hình Tùng xe lên không? Alo. Chưa thấy anh Tùng ơi. Được, tại vì anh phải có hot anh không có anh, được cái miền quyền xe nên đâu có xe được rồi. Bây giờ là nhóm 6 trước nha. Yeah. Rồi giờ nhóm 6 nói trước đi. Rồi Trinh xe màn hình của nhóm 6. Để Trinh mở cái nhóm lên nè. 6 đây. Giờ anh bắt đầu được chưa anh ơi? Được rồi, anh đến xe. Nhóm 6, đây. Ok, quý anh chị em thấy màn hình của nhóm 6 chưa? Thấy rồi. Rồi, ok. Rồi, xin mời nhóm 6. Dạ, em xin chào tất cả quý anh chị em, quý trưởng trong gia đình Hương Đậu ạ. Em xin đại diện cho nhóm 6. Thì vừa rồi nhóm em đã thảo luận và em xin đại diện cho nhóm 6 trình bày phần của mình ạ. Và câu A là em hãy kể một câu chuyện về nói về sự trở ngại và khó khăn của mình trong đời sống sinh hoạt. Và sau đây em xin trình bày ạ. Trong cuộc sống thường nhật có rất nhiều những trở ngại rắc rối trong việc đi sinh hoạt. Và đó cũng là một câu chuyện chung của các bạn trẻ. Nhưng mà đó là một câu chuyện lúc nhỏ đi sinh hoạt địa phương của một bọn trong nhóm em. Và em nghĩ rằng đó cũng là câu chuyện chung của đa số các bọn trong lúc đi sinh hoạt ạ. Em bọn ấy sinh ra trong một gia đình không được may mắn như các bọn khác. Ba lười lương, chỉ có mẹ là người có độ. Chính vì vậy bản thân bọn cũng rất hạn chế nhiều trong việc đi sinh hoạt. Ba bọn ấy không đồng ý việc đi sinh hoạt của bọn ấy vì sợ ảnh hưởng đến việc học tập. Tuổi trẻ thì lại còn có nhiều nông nổi nên lúc đó là rất cương quyết đi sinh hoạt và kết quả mỗi lần đi sinh hoạt về là lại bị ba la rầy. Tâm lý lúc đó của bọn rất là bị ảnh hưởng. Thì tự vì là không được làm những cái gì mà mình mong muốn, sợ ba mẹ sửa nhau bình và sợ ảnh hưởng đến việc học tập nữa. Và vì mong muốn được đi sinh hoạt giống các bọn cho nên là bọn ấy đã vượt qua nhiều khoản đó để chứng minh việc đi sinh hoạt không ảnh hưởng đấy của học tập và bọn ấy đã có kết quả là tốt. Một thời gian sau thì bọn ấy đã tiến bộ trong tập, đình đã thấy
điểm bộ đó, đó là có thật thì qua sẽ không nên quản quyền của bạn nữa. Tiếp theo là tự nhận thì em hãy biết phiền nổ gì. Phiền lòng rào, nổ là trăm, nổ tâm làm tức giận buồn bực, phiền nổ lãnh trọng của tâm lý hiện sự ngộ độc của con người với ba tố thông si. Khi con người bị buộc trong vòng luân hồi thanh lọc tất cả phiền nổ thì mới thoát của luân hồi sinh tử tử sanh. Và nhóm em cũng có một ý nữa là phiền nổ là tất cả những gì làm cho mình không được thoải mái, cứ ý cũng thấy khó chịu bực dọc, là một giảm sút mang tính tiêu cực hồi làm với thực tế làm cho bản thân tự động việc của người khác, những chuyện bên ngoài mà mình hay tự rước vào để tự gây phiền não cho mình. Và những nguyên nhân gây ra phiền não là do tham sân si, rồi thập tâm ma trong con người lục dục thất tình đó ạ. Và thứ hai là do bản thân vô minh, sự bực dọc che mờ lý trí, nghĩa là không buông xả được, nghĩa là không hề làm với sự việc, không biết kiềm chế những cảm xúc nên dễ gây ra mâu thuẫn. Ví dụ như là chúng ta cũng thấy rất là dễ bực mình và rất là dễ phiền nổ mỗi khi mà chúng ta ví dụ như đi đường, đi ngoài đường thấy những chuyện khó chịu thì chúng ta không thể bỏ ra được mà chúng ta tự mong của mình, đó là cũng là một nguyên nhân ạ. Và tiếp theo em xin chạy slide ạ. Câu C là giữa phốt để hạn chế và đoạn trừ phiền não. Và mà để loại trừ phiền não thì chúng ta hãy làm tốt công việc của bản thân, không xen vào những việc riêng tư của người khác và biết giúp đỡ người khác khi cần thiết, linh động trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống, biết lúc nào thêm, lúc nào bớt, lúc nào tiện nói và lúc nào không nên nói, và biết tự kiềm chế bản thân mình ạ. Tự phải soi chiếu mình, nói việc đó có ích gì hay không, đó có phải là việc của mình không, phiền não như vậy có đúng hay không. Và cụ thể là trong chúng ta thì phải có công lập công, lập chung và lập ngôn, và phải biết, chúng ta phải biết như thế nào là làm đúng, làm sai, chứng minh, chúng ta phải biết chứng minh được việc mình làm là đúng. Tập hạnh ứng vô lượng tâm là từ bi hỷ hỏa, và bóng đức tính đó là ông cung thiêm lương ạ. Và tiếp theo chúng ta thực hành pháp môn tôn công và tứ oai nghi, đó là đi đúng ngồi nằm ạ. Rồi tiếp theo, khi không còn phiền não nữa thì đó là gì, thì chúng nhóm em đúc kết là đó là an yên ạ. Vì tâm con người cũng thấy thoải mái, không lo nghĩ, không liệt mạng vấn đề nên chúng ta cũng thấy an lạc. Và bởi vì chúng ta không chạy theo những ham muốn, ví dụ như là trong cuộc sống của những người khó khăn á thì họ luôn tìm những cái điều ham muốn cô hơn nữa, ví dụ như là cuộc sống khó khăn thì bên đất phát triển hơn, cho nên bản thân phiền não lập phòng như thế này thì để học đây những cái câu hỏi đó. Và những người mà không có cuộc sống vật chất thì có cuộc sống tinh thần á, thì họ muốn bản thân mình còn phớ được nhiều hơn nữa, nên là nó có phiền não là bản thân mình luôn lúc nào cũng phải chạy theo đấy. Và chúng ta hãy chúng ta không được bám chấp vào những cái công cuộc của bản thân mình, hãy nhẹ nhàng hơn và hãy tùy duyên khiến cho cuộc sống chúng ta có ý nghĩa hơn. Và em xin hết phần trả lời của nhóm 6 ạ. Em xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Rồi, cảm ơn nhóm 6. Bây giờ là nhóm 7 trình bày luôn. Rồi chúng ta sẽ có cái phần chia sẻ nha quý anh chị em. Trao đổi. Thì Trinh sẽ share cái màn hình của nhóm 7 để anh chị em, để Quỳnh Tùng mà trình bày. Rồi. Anh Tùng đợi tí nha. Đây. Rồi. Trinh đã share cái màn hình nè anh Tùng.
Rồi, rồi các anh thấy được cái màn hình của Tùng rồi ha. Thì trước tiên là xin chia sẻ với tất cả các quý anh chị em. Thì trong cái buổi họp trước á, là bên nhóm 7 tham gia họp và phải nói một như thế này là tất cả các thành viên nói rằng là cũng có một rất là nhỏ thôi, chị nói là còn phiền não, chứ còn đa số các anh chị em chỉ nói rằng nếu mà có thì cũng chỉ nỗi buồn thôi, chứ cũng không có đến mức độ là quá phiền não, phải không? Mà mình đồng nghĩ cái này nó cũng phù hợp thôi. Hàng ngày mình đọc kinh mình có câu gì đó, con nay nhìn lại nhân sanh còn trong phiền não oan tình khổ khổ thân, không? Thành thử các anh em ở nhóm 7 chắc phiền não cũng ít thôi chứ cũng không nhiều. Thành thử chỉ có một câu chuyện mà những một số câu chuyện nó hơi buồn mà nó cũng qua lâu rồi. Thì kể ra thì trong này có cái câu chuyện là em có gia đình, có hai con nhỏ. Câu chuyện này chắc cũng trùng với bạn hồi nãy, không? Lúc nhỏ các em nó đi sinh hoạt thì bị vợ là ngăn cản, thì điều này làm cho em là buồn, vì vợ không theo đạo dòng, mới nhập môn sau này thôi, cho nên là vợ làm khó trong cái vấn đề đi sinh hoạt, và đặc biệt là những cái lần đi xa, ví dụ như đi trại nè, hoặc là đi mà nó kéo dài qua đêm rồi, thì vợ hay có làm khó và đi về là cũng hơi cằn nhằn, gây ra khó khăn. Nhưng mà nói chung là cũng có khoảng thời gian như vậy thì nó cũng không nhiều, rồi sau đó thì cũng qua, và các em cũng đi sinh hoạt, và bây giờ lớn rồi các em đều vô ngành thanh hết rồi, và bây giờ tự các em đi, không có cản nó thì cũng không được, chỉ có sợ là nó đi học rồi nó lại bận thôi, chứ còn đa số là các em nó đều đi hết. Đó là một cái câu chuyện của nhóm 7 xin chia sẻ với anh em. Và sau cái câu chuyện đó thì các thành viên của nhóm thì cũng đưa ra một số cái định nghĩa về phiền não. Thì ở đây phiền não là những cái điều mà nó không thỏa ý mình, rồi phiền não là những cái lo lắng quá nhiều, cũng có thể là vì cái sự ích kỷ của bản thân mình trong cái việc đấu tranh tư tưởng. Và cũng có cái định nghĩa về phiền não được trích từ ở trong trong kinh điển ra. Thì ở đây là có bạn là cho thêm là vì cái điều không mong muốn cụ thể là giảng của giáo lý nhà Phật, đó là về cái tứ khổ, tứ khổ, đó là ái điều khổ, quán tán hữu khổ, cầu bắt được khổ, vân vân. Nói chung là những cái điều này nó cũng không có hợp với ý mình mà dẫn đến là phiền não. Và những cái giải pháp để hạn chế cái phiền não mà thực ra là chỉ những cái nỗi buồn thôi, thì những cái biện pháp mà để hạn chế thì đồng nhóm đã đưa ra như thế này. Thứ nhất là bình tĩnh, tìm nguyên nhân chính là do đâu mà nó xảy ra như vậy và cố gắng giải quyết. Thứ hai là chia sẻ với người khác những cái điều mà mình đang gặp, cái rắc rối mình đang gặp. Thứ ba là hỏi những người có chuyên môn, hỏi những người có chuyên môn. Thì cụ thể là cái chỗ mà hỏi những người có chuyên môn này là bạn mà gặp đến cái rắc rối này là do chẳng hạn như vừa rồi bị Covid thì gây ra rất là nhiều cái lo lắng, nhưng mà sau đó thì hỏi những người chuyên môn thì cũng được giải thích, thì nó cũng không đến mức độ làm cho mình phải quá lo. Có những cái chuyện phải hỏi những cái người chuyên môn. Và thứ tư là đặc biệt là phải cầu nguyện, cầu nguyện cụ thể là cầu thầy mẹ và các đấng thiêng liêng để mình tăng thêm sức để mình giải quyết cái công việc đó. Và thứ năm thì có thể nhớ lại một số cái câu thánh giáo nào đó mà dạy cho mình giúp vượt qua phiền não. Thứ sáu là có thể là mình phải chấp nhận một cái điều là phiền não sinh ra liên tục, nên mà tức là những cái nỗi buồn có thể nó sẽ đến với mình liên tục, nhưng mà mình phải tìm cái cách nào đó mà để mình vượt qua. Và nếu như cái việc đó mà những cái điều đó mà xảy ra trở lại một lần nữa, giả sử như mình bị bệnh, mình bị Covid hay là mình bị một cái gì đó mà trước đây mình đã gặp rồi, thì mình sẽ cảm thấy là bình thường, và mình sẽ có một cái biện pháp cụ thể để giải quyết nó, bởi vì mình đã từng trải qua rồi. Đó là những cái chia sẻ về giải pháp mà để khắc chế bớt cái tạm gọi là cái nỗi buồn mà của nhóm 7 đã thống nhất và đưa ra. Tùng xin đại diện cho nhóm 7 để chia sẻ với quý anh chị em. Và phải khẳng định lại một lần nữa thì trong nhóm cũng nói rằng là không đến mức độ là phiền não, không, chỉ là buồn thôi. Buồn thôi.
Tùng xin hát. Dạ, cảm ơn anh Tùng đã đại diện cho nhóm chia sẻ cái nội dung vừa rồi cũng như hai nhóm. Thì qua hai nhóm chúng ta thấy rằng là cái việc mà chia sẻ cái nội dung của buổi hôm nay đó của các nhóm, gần như là Trinh cũng cố gắng đọc hết 15 nhóm trên 16 nhóm gửi bài về. Thì quý anh chị em, thật sự mà nói là quý anh chị em làm rất là tốt, đã tìm được những cái nội dung mà nó thật sự là chúng ta chia sẻ được, và trong cái đề tài mà nó cũng khá rộng. Nhưng mà hôm nay thì trong cái buổi họp hôm nay chúng ta sẽ đi nó ở một cái chi tiết mà nó gọi là nó cơ bản. Tại vì đi sâu vào thì chúng ta thấy rằng nó còn nhiều cái nội dung mà chúng ta biết rằng chúng ta cần phải trao đổi. Thì cái vấn đề mà rắc rối trở ngại như vậy đó, thì qua hai nhóm trình bày từ cái vấn đề cho đến cái mà chúng ta định nghĩa cái khái niệm, rồi chúng ta tìm cái nguyên nhân, rồi đưa ra giải pháp, thì hai nhóm cũng đã tự mà giải quyết được cái vấn đề của mình. Đó là những cái vấn đề nó đơn giản. Và nhiều nhóm cũng có thể rằng là nói anh em nói là bây giờ chưa thấy cái việc não gì hết đó. Nhưng mà từ từ, vậy thì qua đọc cái nội dung của cả 6, 10, 15 nhóm đó, thì Trinh xin tóm tắt hết tất cả những cái vấn đề của các nhóm trên cái màn hình này, để mà quý anh chị em coi xong rồi chúng ta sẽ bổ sung. Và quý anh chị em có thể là giơ tay hay là chia sẻ thêm nha. Thì chúng ta thấy là chẳng hạn như anh chị em đã liệt kê rất là nhiều. Chẳng hạn như chưa hài lòng về kết quả học hành nè, thua kém bạn bè về điểm số, áp lực doanh số, thất nghiệp, thiếu hụt tài chính, rớt đại học, phỏng vấn không đậu, số lượng đoàn xin ít, xin học online thì không đạt kết quả như mong muốn, không thể dâng lễ, tĩnh tâm, thường xuyên tu học, không thấy kết quả, có nhiều việc phải lo nghĩ. Đó là một cái cột thứ nhất. Hay là cái cột thứ hai thì anh em liệt kê như bất đồng và xung đột với đồng nghiệp, rồi bất đồng quan điểm với các trưởng trong ban hướng dẫn do không hợp ý mình, bị người thân ngăn cản, la mắng khi về thánh thất sinh hoạt tu học, họ đạo chưa quan tâm đến gia đình thượng đạo, chẳng hạn như là kinh phí sinh hoạt tu học thì cũng không có việc, rồi thành viên ban hướng dẫn thiếu trách nhiệm, chưa hoàn tâm cho công việc, khó chịu khi kết quả sinh hoạt online không như mong muốn. Và cái cột thứ ba Trinh cũng phải tổng kết là thí dụ như anh em cầu toàn trong mọi việc, chẳng hạn như dân lễ, họp hành, tổ chức sinh hoạt, anh em rất là cầu toàn. Rồi trên lệch về tuổi tác, trình độ, khả năng trong gia đình hướng đạo cũng khiến cho anh em phiền não. Rồi có nơi thì muốn làm cái phòng đọc sách cho thanh thiếu niên tại thanh thất, nhưng mà ban cai quản thì gây khó khăn, không có đồng ý, gây ra rất nhiều là trở ngại. Rồi không được người khác quan tâm, thì anh chị em thấy rằng khi đi sinh hoạt rồi không có sự có người khác quan tâm cũng khiến cho mình là gì, mình cảm thấy nó lẻ loi và nghỉ sinh hoạt, rồi sau đó mình mới đi sinh hoạt lại. Thì đó là 15 nhóm mà liệt kê những cái câu chuyện, và Trinh cũng liệt kê hết những cái vấn đề chính ở đây. Thì anh em thấy đó là coi như trong mọi cái hoạt động sinh hoạt đời sống của mình, nó xảy ra điều khiến cho chúng ta gì có những cái buồn phiền, lo nghĩ, vân vân. Thì đó là những cái nội dung. Và những cái nội dung này thật sự ra thì nếu anh em liệt kê thì anh em cũng sẽ liệt kê rất là nhiều. Bây giờ cái gì chuyện gì nó buồn phiền là chúng ta lo nghĩ, là chúng ta sẽ phát sinh, đó là cái phiền não. Như vậy từ chỗ đó chúng ta sẽ đi qua một chỗ khái niệm. Vậy thì ở đây cũng mời gọi anh em, mời gọi anh em là chia sẻ về cái khái niệm phiền não một tí. Thì qua hai nhóm trình bày rồi, bây giờ mời gọi anh em là phát biểu. Vậy thì theo anh em là phiền não là gì? Tại vì cái khái niệm, cái định nghĩa nó rất là quan trọng. Từ đó giúp cho chúng ta mới có thể là nhận định được những cái nội dung phía sau nó rõ ràng hơn. Dạ, xin mời quý anh chị em ạ. Rồi mình mạnh dạn là mình giơ tay. Ở dưới cái công cụ nó có cái thanh công cụ nó giơ tay á. Cái chỗ mà ứng dụng á, chúng ta có thể bấm vào đó. Chúng ta đã giơ tay. Kêu gọi cái sự chia sẻ của anh chị em, tại vì chúng ta nói phiền não rồi, vậy thì bữa nay chúng ta nói phiền não là gì? Thấy anh chị mở cam nè, xin mời anh chị.
Dạ, à, dạ chào quý anh chị, dạ chào quý anh ạ, anh chị em. Dạ, à, em xin trả lời cái câu hỏi của hình trưởng là theo em thì phiền não là gì? Thì theo cái cá nhân em thì em nghĩ là phiền não là những cái điều mà nó được sinh ra trong cuộc sống, nó gây trở ngại và mình không thấy mãn nguyện. Dạ, em chỉ đưa ra một ý như vậy ạ. À, mình không mãn nguyện là coi như là mình sẽ gây phiền não ha. Rồi, cảm ơn trưởng trung chỉ. Xin mời một anh chị em khác ha. Không biết là bạn Bảo Trân bên cơ quan của thông giáo lý hôm nay có tham dự không ạ? Hay là một anh chị nào, một bạn nào ở bên cơ quan mình có thể phát biểu? Tại vì mình tương tác với nhau thì mình mới dễ trao đổi được. Rồi, xin mời bạn Hồ Thị Hiếu ở nhóm 5. À, anh chị em hình như vào xong rồi cái mình đi đâu á, như vậy thì có phiền não không các bạn? Rồi, Nguyên Thủy, xin mời Nguyên Thủy. Anh chị em đừng có vẽ trên này nhé. Dạ, em xin phát biểu là cái theo em phiền não là do một trạng thái của tâm, mà cái tâm đó là do là tham sân si mạn nghi ác kiến mà nó ra, là do cái tâm mình nó không ổn á, là khi mà mình gặp việc bực mình nó là sẽ gây ra phiền não. Dạ em xin hết ạ. Em xin trả lời tới đó. Do cái tham sân si, do mình cái tâm của mình đó, mình bực mình nên là mình phiền não. Rồi cảm ơn Nguyên Thủy. Mời một bạn nữa nha. Sao mà mình gọi cái rồi các bạn đâu mất tiêu hết ta? Mình như vậy thì coi như sinh hoạt online là quý anh chị em mở có mặt ở đây nhưng mà không thấy đâu hết. Mời bạn Nguyễn Thị Hồng Mỹ. À, nhóm 1. Mấy anh em mà chúng ta phát biểu hoặc chúng ta hết thì chúng nhớ mở mic mở cam lên để được giao lưu với mọi người nha. Chúng ta có tổng cộng là 163. Nhưng mà gần như vậy thì đôi lúc là anh em cũng vào tham gia lớp nhưng mà chúng ta có mặt xong cái chúng ta đi đâu mất tiêu. Đó, thì cái buổi hòa học chúng ta rõ ràng là nó cũng có khó khăn. Đó. Rồi không biết anh chị em nào giơ tay nữa mà. Rồi một bạn nữa thử coi. Đó học ngoài học online nên nó ảo diệu là chỗ đó. Mời bạn Trần Thị Khánh Văn, nhóm 15. Rồi, đề nghị em nào giơ tay đó anh bạn nào giơ tay nè. Tô Thanh Tùng có giơ tay đó anh Trinh ơi. À, xin mời em Tô Thanh Tùng. Mình nói miệng lên giơ tay ta. Tô Thanh Tùng. Rồi, mời Tô Thanh Tùng. Hình như Tô Thanh Tùng là của Trung Trung dạ, Thành. Trung Thành á. À. Rồi, xin mời bạn Tùng, Tô Thanh Tùng. Dạ, em chào trưởng Trinh, trưởng Hữu và mọi người đang tham gia cuộc thảo luận ngày hôm nay ạ. Thì em xin tự giới thiệu em là Tô Thanh Tùng. Em ở nhóm 3 và em đến từ gia đình đạo Trung Thành. Thì như hồi nãy giờ thì anh chị em của mình cũng đã nói nhiều về cái khái niệm phiền não rồi. Thì em xin nói thêm một vài ý. Thì theo em thì có tìm hiểu một chút của em và nhóm em thì theo Bách Khoa Toàn Thư thì phiền não là những trạng thái khổ não, nhiễu loạn thân tâm. Còn theo từ điển của Phật học thì đó là trạng thái lo buồn, sầu khổ, sợ hãi, làm não loạn thân tâm của chúng sanh. Còn theo duy thức Phật thuật kỳ thì phiền là lo buồn, não là toán loạn, nghĩa là cái gì làm cho thân tâm lo buồn, sao động gọi là phiền não. Còn theo quan điểm của Phật giáo thì tất cả những gì làm chướng ngại đến sự giác ngộ
đều gọi là phiền não, và thông thường khi nói lấy phiền não thì ám chỉ đến trạng thái tâm của con người bị tam độc hay còn gọi là tam sân si, do lục căn tiếp xúc với ngoại cảnh nổi lên quấy nhiễu. Đó chính là những chướng ngại làm cho con người đau khổ và ngăn cản sự giải thoát. Thì câu trả lời của em thì nó chỉ tóm gọn là như vậy thôi. Thì nó cũng có những cái ý mà trùng với những anh chị em trước. Thì em xin chia sẻ thêm một vài cái mà em biết như vậy. Em cảm ơn trưởng và mọi người đã nghe em. Rồi, em xin hết ạ. Cảm ơn bạn Thanh Tùng. Có một cái thì anh đính chính liền nhanh thôi. Đó là cái tài liệu mà em đọc là di thức Phật đó, mà không phải là di thức học. Cái bên Phật nó gọi đó là di thức thức học nha. Và các bạn cũng đọc tài liệu rất là nhiều á. Rồi, cảm ơn các bạn. Hồi nãy có một bạn giơ tay nhưng mà không biết là bạn là bỏ tay xuống rồi. Rồi bây giờ chúng ta qua một tí ha. Rồi chúng ta sẽ quay lại. Cố gắng là các bạn hiện diện ở đây. Ban phụ trách kêu gọi là anh chị em chúng ta cố gắng tương tác. Chẳng thà chúng ta ít cũng được, nhưng mà chúng ta sẵn sàng tương tác. Thì khi mà đọc bài của 15 nhóm, thấy các bạn, quý anh chị em chúng ta đọc tài liệu cũng nhiều, trích dẫn từ Wikipedia, rồi từ điển Phật học, nói chung rồi từ điển Cao Đài Từ Điển, thì quý anh chị em cũng tìm tòi rất là nhiều để mà quý anh chị em đưa vào cái định nghĩa. Thì cái khái niệm về phiền não thì nó tóm tắt trên hai cái quyển sách, mà gọi là cái quyển mà từ điển của Hán Việt của ngài Đào Danh với lại là Phật học từ điển của ngài Đoàn Trung Còn á. Thì về các tả các sách khác thường nó cũng dẫn từ hai cái từ điển này. Thì phiền á, nó là tạp nhạp lôi thôi, phức tạp, việc nhiều không chịu nổi, nhập mệt. Chúng ta đọc vô chúng ta không thấy dễ hiểu, đó là những cái việc nó phiền, tức là việc nó tạp nhạp lôi thôi rồi việc nhiều á. Tức là một số anh chị em mà đi làm rồi đó, thì cái khái niệm này dễ nhất này, việc nhiều không chịu nổi là nhiều người người ta làm việc nhiều quá, người ta bị stress, mà stress nhiều mà không giải thoát, không không có giải quyết được, người ta có thể trầm cảm và nó có những cái biểu hiện tâm lý rất là nguy hiểm. Hoặc là nhọc mệt á, mình làm mệt rồi, mệt cả cái thể chất và tinh thần, đó là phiền. Và thứ hai là não đó, là trong lòng tức giận buồn rầu. Chúng ta thấy chữ phiền và chữ não, hai cái chữ nó cũng rất là dễ. Một cái phiền là nói về cái thân là chủ yếu, và một cái não là nói về cái tâm, cái bên trong, những cái gì mà làm trong lòng tức giận buồn rầu thì não. Thì như vậy thì phiền não là vô số việc buồn rầu vô cùng phức tạp, nó từ cái việc mà nhỏ nhỏ đó, tại vì việc gì mà chúng ta đã giải quyết được rồi thì nó không phiền não nữa, mà nó phức tạp, tức là nó rây rứt và vô số. Và hai là tâm chúng ta lo buồn vọng động, thân chúng ta thì sao xuyến bất an, thì gọi là phiền não. Tâm thì buồn nè, rồi vọng nè, luôn luôn là nó cứ suy nghĩ, nó cứ trào ra và những cái việc mà chúng ta cứ lo nghĩ hoài. Còn thân chúng ta thì sao xuyến bất an. Có những cái mà các bạn thấy đó, có những người có những cái biểu hiện mà thí dụ như là đang chuẩn bị một cái gì đó. Hồi nãy các bạn có nói là trên quay số để mà chọn nhóm là có người đứng tim. Thật ra các bạn cũng nói giỡn, mà đôi lúc nó cũng thiệt. Tức là có những thứ mà bốc xâm hay làm gì đó khiến cho chúng ta rất là gì, lo lắng, thì đó là cũng có phiền não mà chúng ta chưa có cái sự mà chuẩn bị. Như vậy thì trên cái cơ sở này thì xin tóm tắt với quý anh chị em một cái là quý anh chị em có thể là nhớ nó đơn giản nhất về cái khái niệm phiền não là gì. Thân thì bất an mà tâm lo buồn vận động, từ cái trên chúng ta dưới. Thì từ đây chúng ta có nghe là thân chúng ta mà nó không có an được, còn tâm chúng ta thì nó buồn và nó động hoài, vọng ra bên ngoài, thì đó là cái trạng thái của phiền não. Thì anh em nhớ cái khái niệm này. Từ khái niệm này bắt đầu chúng ta đi qua một cái việc nữa là nguyên nhân. Cái đó là cái mà quan trọng, tại vì chúng ta định nghĩa được cái phiền não là gì rồi, thì bây giờ chúng ta làm sao mà chúng ta tìm hiểu được cái nguyên nhân của nó. Thì từ cái nguyên nhân thì chúng ta mới có thể giúp chúng ta giải quyết được. Có một cái câu hỏi vui đầu tiên với anh chị em. Nó như thế này để anh chị em có thể chia sẻ. Tức là có một bạn chia sẻ là mình có bệnh lâu ngày. Bạn mang một chứng bệnh gì đó lâu ngày, chạy chữa nhiều nơi, nhưng mà mỗi nơi đó bác sĩ điều trị mỗi kiểu khác nhau, nên là bệnh tình chưa thuyên giảm. Và cái lần gần đây nhất thì khiến mình thật sự đầy hy vọng là về việc điều trị khi bác sĩ báo tin.
thì có một câu hỏi cho các bạn là đố các bạn là mình biết tin gì từ bác sĩ. Rồi xin mời các bạn. À, các bạn có thể gõ trên cái khung chat cũng được, à, hoặc các bạn giơ tay cũng được, à, thì chúng ta trả lời. À, coi thử là bây giờ là một cái người như vậy, xưa nay người ta có bệnh trong người chữa chảy, người thân mình cũng vậy, à, nhiều nơi nhiều chỗ rồi, mỗi nơi khám mỗi kiểu uống thuốc này kia nhưng mà không có thiên giảm. Lần này thì coi như là gặp bác sĩ này, và bác sĩ này báo một cái tin, thì cái tin đó, à, mình có đầy hy vọng về việc điều trị, thì xin các bạn cho biết là thử thì các bạn đoán thử tin đó là tin gì. Xin mời quý anh chị em. À, có một người, có bạn đã ghi trên đây rồi. Bác sĩ chẩn đoán ra bệnh. À, rồi xin mời quý anh chị em khác nữa. À, chúng ta mạnh dạng đi. À, à, tin vui hay tin vui là tin gì mới được. À, có người nói là tâm bệnh. À, ý là bạn Hăng là tâm bệnh, tức là bệnh chỉ mình tưởng tượng ra chứ mình không phải là có bệnh, đúng không? Nếu bạn nếu đúng vậy thì bạn Hăng có thể là bổ sung thêm. À. Dạ. Rồi. Đúng rồi, ông hiểu ý được của anh rồi. Rồi xin mời các bạn khác. À, 1 2 mới có 3 4 à. À, tin vui, tin vui. Không có bệnh gì cả. Trong này có trong này có mấy bác sĩ đó, chuẩn đoán luôn đi. À. À, các bạn đọc kỹ câu hỏi nha. À, thì coi đặt vấn đề nha. Tức là người này là có bệnh chứ không phải không? À, nhưng mà kỳ này thì gặp cái bác sĩ này là gọi như là nói tin là vui, bệnh đang dần hồi phục. À, không có bệnh gì cả, bệnh đang hồi phục. À, cho một vài cái tin các bạn cứ mạnh dạn, không sao đâu các bạn. Các bạn cái đó là một cái mà mình tương tác để biết rằng cái buổi học mình ta chúng ta có nhau và chúng ta có thể là suy nghĩ thêm nè. Rồi xin mời một hai cái tin nữa đi ạ. À, không có bệnh, hết bệnh. À, hết bệnh. À, bệnh do lo lắng suy nghĩ nhiều nên sinh ra bệnh. À, rồi cảm ơn quý anh chị em. À, thật ra thì người mà đặt ra thì là cái người mà sẽ có cái đáp án, và trong này á, à, nó có một cái đáp án như thế này. À, rồi cảm ơn cho anh chị em đã ghi ra, bác sĩ nói bệnh này đã tìm ra phương pháp để chữa, à, tìm ra thuốc. À, đúng rồi, bạn Mỹ Linh trả lời đúng, chứ hồi nãy có một cái bạn mà trả lời mà ở trên á, đây nè, bác sĩ đã chuẩn đoán ra bệnh đó, thì xin lấy hai cái ý kiến này là đúng. À, cái quan trọng nhất á, thật ra người này có bệnh nhưng mà chữa nhiều nơi người ta đoán bệnh nó không chính xác, tức là không có nguyên nhân chính xác nên là chữa trị nó không đúng, nên cái kỳ này gặp cái bác sĩ này á, thì bác sĩ này là chuẩn đoán đúng bệnh và người ta báo cái tin là bệnh của anh là nguyên nhân ABC và người ta nói rất là rõ ràng, và với cái nguyên nhân đó người ta có cái lộ trình mà trị liệu có thể là nó dễ dàng, thì đó là cái nguyên nhân. Một cái câu hỏi đặt ra cho quý anh chị em như vậy để chúng ta thấy rằng là bất kỳ vấn đề gì cũng vậy, mà chúng ta tìm ra được nguyên nhân thì sẽ giúp cho chúng ta giải quyết vấn đề nó sẽ dễ dàng. Còn nếu như không tìm ra được nguyên nhân, chúng ta rất khó. Và ngay cả trong cái thời đại này, cái thời đại 4.0 á, tất cả các vấn đề ở mọi cái doanh nghiệp, gia đình hay cá nhân, khi một vấn đề xảy ra người ta đều phải tìm ra nguyên nhân thì người ta mới giải quyết được. Vậy thì quay lại cái vấn đề của chúng ta thì nguyên nhân của phiền não là gì? Thì cũng rất là cảm ơn quý anh chị em chúng ta là quý anh chị em cũng là gì? Cũng liệt kê rất là nhiều cái nguyên nhân. À, và thấy cảm thấy rằng là cái sự tìm học của anh chị em là rất là tốt. À, quý anh chị em gần như là nói được cái nội dung mà nên nói cho Trinh mới nói là anh chị em nếu đọc hết 15 bài của các nhóm thì tối nay chúng ta chỉ có chia sẻ thôi. À, chẳng hạn đây là một cái sự tổng kết của Trinh nè. À, thân tâm bị thất tình lục dục quấy phá, tâm bị nhiễm tham sân si, cái tôi của bản thân quá lớn, bản thân cầu toàn trong mọi việc, nội tâm bị tổn thương, thất vọng và buồn vì phiền. À, những điều mình mong đợi kỳ vọng thực tế lại không xảy ra, sự việc diễn ra không như ý mình, bất như ý, do nghiệp, do vô minh, không biết hoặc không có không nhưng không đoạn trừ. Hai cái ý cuối á, rất là cảm ơn quý anh chị em. Anh chị em đã nói được một cái ý mà chỉ có nhóm này nói được là do nghiệp. À, rồi có một cái nhóm nói là do vô minh nữa, mà trong vô minh anh chị em cũng có nói là gì, không biết, tức là cái việc đó mình không biết là nó gây ra phiền não, nhưng mà biết nó nguyên nhân rồi nhưng mà cũng không lo đoạn trừ nó, cứ chấp nhận nó và cái sống chung với nó phiền não liên tục. Rồi anh chị em cũng nói là do tham sân si mạn nghi. Anh chị em tìm hiểu tài liệu rất là nhiều và anh chị em cũng đã có giải thích, tham là vì có tâm tham mà tham không được sinh phiền não, sân vì có tâm sân hận nóng giận
do mọi sự vật, sự việc không vừa ý, tâm đố kỵ, ganh ghét nên sinh ra phiền não. Rồi si, vì có tâm si mê, ưa thích mà không đạt được nên sinh phiền não. Rồi mạn là vì có tâm ngã mạn, cao ngạo, kiêu căng, xem thường người khác nên cũng sinh phiền não. Rồi nghi, vì có tâm ngờ vực, hoài nghi nên tin tưởng, không tin tưởng nên sinh ra phiền não. Anh chị em cũng tìm hiểu nói những cái khái niệm nó căn bản. Rồi anh chị em còn gì, còn tìm hiểu nó cũng kỹ hơn nữa. Đó là gì? Nói đến được những cái khái niệm nó sâu hơn, ví dụ như bất tính, giải đãi, phóng dật, hôn trầm, trạo cử, hách niệm, tà kiến. Nhưng mà những cái dưới thì Trinh chỉ nêu thôi, Trinh không nói. Tạm thời chúng ta đi sâu vào thì chúng ta từ từ, chúng ta đi từ cái gì, phần thứ cái ô thứ hai cái lên thôi, tham sân si mạn nghi và đi lên đó, phần đó. Thì đó là những cái nguyên nhân. Như vậy thì quý anh chị em mới thấy rằng là từ cái chỗ này, quý anh mới thấy rằng là hồi nãy chúng ta đưa ra cái vấn đề là gì. Quý anh còn nhớ các bạn này không? Trinh liệt kê đối với quý anh chị em á, tại sao Trinh lại liệt kê những cái rắc rối, những cái buồn phiền của quý anh chị em mà nêu những câu chuyện đó ra ba ô. Vậy thì chúng ta có thể quy cái ba ô này vô cái nguyên nhân phiền não chính là cái gì không? Quý anh chị em có thể chia sẻ. Phiền não rất là nhiều, từ cái việc chúng ta không vừa ý, vừa lòng, lục dục, thất tình, đủ thứ hết. Thì quý anh chị em nghĩ thử, nếu nó nhiều quá như vậy, chúng ta có thể gom được là cái nguyên nhân phiền não nó gồm những cái vấn đề chính nào, những cái nguyên nhân chính nào. Rồi xin mời quý anh có thể là phát biểu ra tay hoặc là gì, quý anh có thể đưa vào khung chat ha. Mỗi ô tương ứng với tham sân si. Rồi cảm ơn bạn Hứa Chân Quân. Bạn Hứa Chân Quân có thể phát biểu luôn là cái ô nào là tham, ô nào là sân, ô nào là si luôn không? Dạ. Hoặc là mời quý anh chị Hồng Phước cũng nói là tham sân si. Cảm ơn các bạn. Rồi bây giờ bạn Hồng Phước với bạn Hứa Chân Quân có thể phát biểu luôn. Vậy thì cái ô nào là tham, ô nào là sân, ô nào là si luôn. Dạ, xin mời các bạn. Dạ, thì cái ô đầu tiên về cái ô đầu tiên là ô, dạ, ô tham. Là tham. Rồi. Dạ. Cái tiếp tục nó là sân. Dạ. Rồi, tiếp tục là sân. Rồi. Dạ. À, cuối cùng là gì? Chắc chắn là si rồi. Thì, cảm ơn dạ, bạn Hứa Chân Quân. Hả? Đúng rồi, chúng ta tạm thời là chúng ta phân như thế này, những cái việc này nó vô là gì, những cái việc này nó thuộc là tham, những cái việc này nó là sân và việc này là si, và chúng ta có ba cái nguyên nhân chính gây ra phiền não là tham sân si, và cái này là cái mà anh chị em chúng ta cần phân tích, dừng lại một tí coi thử là Trinh bỏ như vậy nó có đúng chưa, anh em anh chị em có đồng ý hay không, hay là cái ô này nó nằm ô khác, và chúng ta có một cái mà cần gọi là gì, thống nhất với nhau luôn. Thật sự cái tâm mà gây ra tâm tham hay tâm sân, tâm si mà nó ở trong người của mỗi người đó, nó nổi cái nào lên chúng ta không biết. Nhưng mà chúng ta chỉ nói được là nó xuất ra bên ngoài đó. Vậy thì cái việc đó dễ cho gì? Cái tâm nào nó xuất hiện ra trước thì chúng ta sẽ chọn đó. Anh chị em chúng ta cùng nhau thống nhất như vậy nha. Chỉ một sự việc nó đều có thể có cả ba cái tâm này. Rồi bây giờ chúng ta đi nè. Chưa hài lòng về kết quả học tập, học hành, thua kém bạn bè về điểm số. Anh chị em đồng ý tâm tham đúng không? Nếu anh chị em nào không đồng ý, cứ đánh số 0 nha. Và chúng ta có thể là gì trao đổi nha. Rồi. Áp trên số này, chúng ta tham. Rồi thất nghiệp, mà không có công việc làm. Chúng ta vì gì chúng ta tham trong đời sống. Tại vì công việc chúng ta nhỏ không có, chúng ta làm lớn. Cái này nó cũng khó, ví dụ không có việc gì làm luôn. Thật ra thì có việc làm, nhưng mà chúng ta chọn lựa làm sao. Rồi rớt đại học, rồi phỏng vấn không đậu, rồi số lượng đoàn xin ít, vân vân. Đó, rồi bên sân, sân thì sẽ dễ hơn nè. Bất đồng thì gây ra giống gì? Chúng ta giận dữ liền. Rồi bị người thân ngăn cản, cái gì mà chúng ta bị người khác ngăn là nổi cái tâm là gì? Nóng giận lên liền. Rồi cái gì mà không diệt chúng ta cũng dễ là gì? Giận liền. Rồi ai mà thiếu trách nhiệm, rồi là chúng ta cũng dễ giận. Nhưng cái thân là dễ thấy nè. Qua cái si. Rồi cầu toàn, ví dụ như là chúng ta gì, chúng ta tập trung, chúng ta coi cái việc đó, chúng ta mê cái việc đó, nó phải gì hoàn toàn, nó phải đạt được cái yêu cầu mà nó không được, chúng ta cũng gì sẽ rất là khó chịu. Rồi chênh lệch về tuổi tác, trình độ, tại sao lại đưa qua tâm si, tại vì cái việc này là cái việc mà chúng ta không thể nào mà chấp nhận được, làm sao mà trong một cái gia đình hướng đạo chúng ta có thể là cùng tuổi tác, trình độ, khả năng được, nên là bây giờ nó phải chênh lệch thôi, nhưng mà chúng ta gì, chúng ta mê mờ trong đó, chúng ta nghĩ để mà cái tâm để trong đó nên khiến cho ta phiền não.
rồi làm phòng đọc sách cho thanh thiếu niên, chúng ta cũng mê trong đó mà. Tại sao chúng ta không hiểu rõ là ban cai quản là không đồng ý? À, chúng ta có cái mê gì trong này? À, hay là không được người khác quan tâm cũng khiến cho chúng ta gì? À, khiến cho cái tâm gây phiền não. À, thì cái chỗ này là chỗ mà anh chị em chúng ta nếu có thời gian chúng ta lấy ra một cái chúng ta phân tích kỹ thì nó mới biết. Tại vì khi nổi lên một cái tâm gì đó, tham hoặc sân hoặc si, thì chúng ta mới có cách mà trị liệu nó, à, điều trị cho nó tốt được, nó giải quyết được. À. Rồi khi Trinh nói như vậy thì anh chị em cứ mạnh dạn là nếu mà chúng ta có cái ý kiến gì chúng ta cứ mạnh dạn phát biểu nha. Rồi như vậy thì chúng ta tóm lại cái nguyên nhân phiền não thì nó do gì? Do cái tham sân si nó gây ra. À, do tâm tham của chúng ta, tham, à, tham không được, à, thì cũng phiền não. Hoặc là tham nhiều quá, chúng ta thấy rằng là nhiều người rất là tham. Không biết là anh chị em mấy ngày hôm nay có đọc báo chí không? Có một cái tin rất là giật gân, à, là một bữa sáng của người ta luôn là bao nhiêu anh chị em? Không biết anh chị em có đọc qua không biết? Một bữa sáng người ta là 2 tỷ. Ghê không? Mình nghe là mình giật mình. À, giờ 2 tỷ đúng rồi, có bạn đọc nè. À, cảm ơn các bạn, đúng rồi. À, là một buổi sáng người ta 2 tỷ mình si nhê gì đó, mình thấy là ghê quá. Trong khi buổi sáng mình có gì? Có chục ngàn, à, 10 ngàn là mình thấy là ấm bụng rồi. Nên là cái tham của con người nó vô đáy. Cho đó tại sao người ta gì? Mình thấy những cái việc mà vụ án nó ngàn tỷ nó rất là ghê gớm. Mà nói cái đó thì dễ, nhưng mà có những cái việc nhỏ hơn chúng ta thấy nó cũng khó hơn chứ không phải dễ. Rồi sân, cái sân là cái mà khiến anh chị em chúng ta dễ gặp nhất. À, tức là một tí thôi là chúng ta sân thôi. Chẳng hạn bây giờ Trinh đang nói như thế này. À, một huynh trưởng nói, anh Trinh nói ít lại coi, à, hết giờ đi. Đôi lúc anh Trinh không ra mặt à, kháng cự, nhưng có thể trong lòng cũng có thể là giận. Ông này không cho mình nói gì hết ta. À, cũng dễ là sân. Còn si là gì? Mình mê mờ trong đó. À, mình có những cái mà mình có bám víu này đó. Chẳng hạn như là gì? À, đi làm ăn thì cũng không lo làm ăn mà cứ lo đi cúng kiến, hoặc ngược lại cái lo đi lo gì, à, làm ăn hoài mà cũng không lên đi cúng kiến, cả hai cái đều có thể rơi vào cái tâm si hết, không có đơn giản. À, cái đó là cái mà chúng ta cần phải ngồi phân tích với nhau, chúng ta mới thấy rằng là gì, à, cái nào đúng cái nào sai. Tại vì Thánh giáo cũng có nói rằng là gì, à, việc đời, à, việc đạo rồi việc nhà, thì ba việc làm sao nó phải gì đồng với nhau, nó chia sẻ với nhau thì cái đường tu chúng ta nó mới dễ dàng được. Chúng ta nhìn qua các cái tôn giáo á, thì chúng ta thấy cái người đi tu người ta thường là xuất gia. Người ta gần như là dành trọn vẹn thời gian, à, người ta không vướng bận gì hết. Còn riêng cao đài của mình thì gì? À, phải lo tròn việc gia đình, phải lo tròn cái việc mưu sinh. Rồi trong đó chúng ta còn phải gì? Phải lo cái việc của gì? À, của giáo hội nữa. Chúng ta thấy nó khó hơn. Nhưng mà cái khó hơn đó nó giúp cho chúng ta gì? À, cái việc tu hành chúng ta nó có những cái mà chúng ta thấy nó khác biệt với những tôn giáo khác. Thì đó là cái chia sẻ của anh chị em. Như vậy thì qua ba cái này chúng ta mới thấy là gì, à, cái tâm mà tham sân si của chúng ta đó, à, nó gây ra phiền não. Thì cái phiền não này đó thì nó sẽ có nhiều cái gì, à, Trinh có liệt kê hết một số cái lời của Thánh Ngôn Thánh Giáo để chứng minh cái việc này. Và cái file này sẽ gửi cho anh chị em, và Trinh chỉ nói nhanh thôi, à, một số cái nội dung, à, chính yếu. Còn lại thì không có nói hết, tại vì nếu nói hết thì chúng ta sẽ rất là lâu. Chẳng hạn như rồi trích luật từ cái Phật học từ điển của Ngài Đồng Trung Còn á, thì phiền não là các mê dục, lầm lạc, sao xuyến gây ra bởi ba mối chánh là tham sân si. Như anh chị em đã nói đó, nó nhiều lắm. Có thể chúng ta nói thêm mà, à, rồi ngã mạn nè, rồi nghi hạt nè, rồi đủ thứ hết, nhưng mà thật ra chúng ta quy về nó cũng ở tham sân si. Tức tham sân si là ba phiền não lớn nhất của chúng sanh. À, tâm lo buồn vọng động, thân sâu xuyến bất an kêu là phiền não. Phiền não khiến cho thân khẩu ý làm việc bậy bạ, gây ra tội lỗi mà chịu đau khổ về sau. À, tức là cái phiền não đó nó khiến cho cái thân khẩu ý chúng ta làm việc bậy bạ, à, gây ra tội lỗi mà chúng ta đau khổ về sau. À, bây giờ các bạn hồi nãy Quynh Tùng á, à, trưởng Tùng nói rằng là gì, nhóm cũng chưa nói cái gì phiền não hết á. À, nhưng mà, à, trưởng Tùng mới thấy rằng là chúng ta thấy là anh em chưa có gì, à, chưa có chịu trải nghiệm, chưa có va chạm nhiều. À, anh em còn thấy cái phiền não ít, nhưng mà rồi từ từ chúng ta càng ngày càng lớn, nếu chúng ta cái sự tu học của chúng ta nó ít đi, chúng ta thấy phiền não nó mới ghê gớm. À, bây giờ có một câu hỏi đặt ra với quýnh chị em á,
phiền não khiến cho thân khẩu ý làm việc bậy bạ gây ra tội lỗi mà chịu khổ về sau. Cái thân khẩu ý này đó, cái tham sân si thì người ta gọi là tâm, tâm tham, tâm sân, tâm si. Vậy thì thân khẩu ý này nó có một cái từ gì đứng trước? À, đối với anh chị em á, thường nói về thân khẩu ý thì sẽ người ta sẽ nói là gì? À, cái gì của thân khẩu ý? Xin mời quý anh chị em có thể là phát biểu hoặc là đánh lên khung chat. À, chúng ta cũng dừng lại một tí ha. Thường nói thân khẩu ý là nói cái chữ gì? Rồi, xin bạn mời bạn Kiều Anh. À. Kiều Anh giơ tay. Rồi mà Kiều Anh mở mic ra nói đi Kiều Anh. Dạ thưa anh, là theo em thì năm mét nào mình nghiệp ạ? Mình chữ nghiệp ạ. Nghiệp. À nghiệp rồi, đúng rồi. Bạn Hứa Trân Quân cũng cũng ghi trên này, cảm ơn bạn Kiều Anh. Đúng rồi. Khi nói về cái thân khẩu ý thì người ta nói là nghiệp, là nghiệp của thân, là nghiệp của khẩu, nghiệp của ý. Trinh cũng dừng lại một tí hỏi các bạn luôn, nghiệp là gì? À. Xưa nay anh chị em nói nghiệp nhiều lắm nhưng nghiệp là gì? À. Chúng ta nói ngắn gọn thôi. Có thể là chúng ta đánh trên khung chat hoặc là chúng ta có thể giơ tay. Xin mời quý anh chị em. Tại vì những cái này nó là khái niệm. À, chúng ta nắm kỹ thì đi phía phần phía sau chúng ta sẽ vững vàng. Và chúng ta nắm khái niệm tốt thì chúng ta sẽ gì giải quyết vấn đề chúng ta tốt. Chứ nó cũng không có gì quá cao siêu. À. Rồi xin mời quý anh chị em. Nghiệp là gì? Rồi, quên chứ quên gì em cứ nghĩ sao nói vậy không sao đâu. Ừ. Chúng ta đừng cái sợ sai nè. Rồi xin mời quýnh cho em nè, chúng ta đánh trên khung chat gây nhân thì gặt quả. Không, định nghĩa nha. À, định nghĩa nghiệp là gì? À, nghiệp là hành động của con người. Dạ, công việc mình làm gọi là nghiệp. Ừ, một số anh chị em rồi. Cảm ơn là những gì chúng ta đã làm trước đó và nay chúng ta nhận lấy. À, có ba anh chị em. À, nghiệp là những lỗi lầm gây ra, là những hành động việc làm mà chúng ta đã gây ra, gồm hành động xấu và hành động tốt. À, hành công việc mình làm gọi là nghiệp. Dạ, quý anh chị em chắc rất là đúng. À, nói thêm ở chỗ một bạn ghi là nghiệp là những việc xấu. Thật ra nghiệp là cả việc xấu và tốt. Thật ra nghiệp nó đơn giản lắm. Nghiệp là gì? Cái thói quen của mình. À, nó có một cái câu ngạn ngữ mà của phương Tây á, là suy nghĩ, gieo suy nghĩ thì gặt gì? Gặt lời nói. Gieo lời nói thì gặt hành động, mà gieo hành động thì gặt thói quen, mà gieo thói quen thì gặt tính cách, mà gieo tính cách thì gặt số phận. Như vậy thì chúng ta đó là một cái chuỗi. Cái thì nghiệp chặt qua là hành động thôi. Ngay cả trong từ điển của Phật học người ta cũng nói là gì? Là cái nghiệp tức là cái hành động. À, là hành động chúng ta làm mà lặp đi lặp lại thành thói quen, đó là nghiệp. À, nên là chúng ta cũng đừng có nghe nghiệp nó sợ quá. Vậy thì cái nghiệp của mình là thân, mình làm những cái việc hành động của thân mình gây ra. Hay nghiệp của khẩu là lời nói và những cái ý. Và chắc chắn là trong cái nghiệp này nó có cái gì, cái tốt và cả cái xấu. À, cảm ơn quý anh chị em đã trả lời. Như vậy thì qua cái từ điển Phật học như vậy đó, thì chúng ta mới thấy là lời dạy của Thiên Liên, thì Trinh sẽ lấy một hai lời dạy thôi. Thì lời dạy của Đức Ngô cứ nói rằng là như thế này. Bởi phải chăng bởi nghiệp ác cho tâm tam nghiệp thân khẩu ý, đang nói nó là nghiệp ác. Cái nghiệp tốt thì nó tốt rồi. Và tam độc tham sân si của loài người đã tạo ra từ bao đời bao kiếp, trải 84.000 dư năm đến nay, oan oan tương kết, tương kiếp, đến đây là thời cuối cùng của ngân tận thế. Loài người đồng phải chịu cái cảnh trả vay vay trả. Cái ác nghiệp của chúng sanh quá nặng nề, khó mà cứu độ được. Thì lời dạy của Đức Ngô chúng ta mới thấy rằng là gì? Do đó chúng ta thấy càng ngày đó, trên cái trái đất này chúng ta sống nó càng khó khăn. Dịch bệnh thiên tai rồi con người nó rất là nguy hiểm. Dù rằng cái đời sống vật chất của con người nó có tiến bộ, nhưng đời sống tinh thần là nó có nhiều cái thứ mà gây ra cho chúng ta lo lắng. Mà từ đó chúng ta mới thấy rằng là cái thân khẩu ý, cái nghiệp của thân khẩu ý chúng ta đó, nó gây ra quá nhiều. Chẳng hạn như ăn á, chúng ta thấy bây giờ người ta ăn là bây giờ có tiền là người ta ăn những cái đồ mà gọi là gì, hàng độc không à. Hàng độc tức là nó hiếm á. Tìm ăn cái thứ gì mà nó phải hiếm á, và người ta mua rất là nhiều tiền á. Rồi cái ý suy nghĩ con người cũng suy nghĩ ra nhiều thứ, mà bây giờ chúng ta thấy là mạng rồi lừa đảo này kia, bây giờ là lừa đảo qua mạng, mà một cuộc gọi điện thoại có thể là lừa mấy tỷ, bao nhiêu tiền trong tài khoản là chúng ta đưa hết cho người khác.
Nên là cái việc đó nó gây ra rất là nhiều thứ. Và cái tam độc, tham sân si đó gọi là độc, nó khiến cho cơ thể, cái tâm của chúng ta nó bị cái phiền não, nên gọi là độc. Cho đó từ cái chỗ này là ơn trên dạy rất là nhiều, thì Trinh sẽ đi nhanh cái chỗ này để anh chị em không có tốn thời gian. Và cái file này sẽ gửi cho anh chị em coi đó. Thì từ đó mới thấy rằng là tham là gì, sân là gì, si là gì. Và Trinh đi qua một cái bảng mà nó mang tính tổng kết hơn đó. Như vậy thì chúng ta thấy á, là cái nghiệp thân khẩu ý, cái đây là cái nghiệp của mình nè. Và mình thấy rằng là gì, cái nghiệp của thân nó sẽ đi theo cái gì đó, nó tham sân si. Thí dụ như ngay cái chữ nghiệp này mình ghi là chữ con người cũng được. Đây là một cái sơ đồ cho anh chị em có thể là hiểu rõ, dễ hình dung hết. Mình nói cái gì nói, mình có cái bản đồ trong tay. Cái nghiệp của mình thân khẩu ý, và cái do gì, do cái tham sân si nó dẫn dắt, nên là con người cứ chìm đắm trong cái phiền não. Và anh chị em cũng đừng có nói là chỉ có thân thì do tham không, mà cái khẩu do sân không, mà cái si do ý không. Cái này nó sẽ quay vòng. Có thể là gì, có thân nó cũng bị gì, tham sân si chi phối, hoặc là cái tham nó cũng gì chi phối trong gì, trong cái thân, cái khẩu khí. Cái đây là một cái mô hình mà tượng trưng, mà có cái mũi tên để mà nó xoay, để mà anh em thấy rằng nó kết hợp nhiều thứ, chứ không phải là cái này nó chỉ có cái kia thôi. Thì đây là một cái mà xin gửi đến anh chị em, và chúng ta nhớ do cái gì, cái nghiệp của mình. Và nghiệp của mình thì có gì, có cái nghiệp trước đây mình không biết bao nhiêu kiếp mình sống, mình để ra cái nghiệp. Rồi ngay cái hiện tại này mình cũng có gì, mình gây ra nghiệp, gây rất là nhiều. Do gì? Do bởi cái ba cái mối chính là tham sân si, nó lôi kéo mình, nó gây ra. Và chúng ta biết do đó là gì, do đó nên Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế mới nói là gì, sự nhỏ nhen chặt hẹp gây khổ đau phiền não, không lúc nào yên vui tư tỉnh, lúc nào cũng bị đen tối khốn nạn thành hành phạt. Cái lần là ngày Đức Cao Đài ngày nói chúng ta là gì, chúng ta gì, do gì, thật ra nếu mà chúng ta có một cái tâm mà rộng mở thì chúng ta sẽ gì, sẽ ít phiền não. Còn lại gì, chúng ta đa số là nhỏ nhen chặt hẹp mà gây đau khổ đau phiền não chúng ta. Do đó là không lúc nào mà yên vui tư tỉnh hết, mà lúc nào cũng bị đen tối khốn nạn thành phạt. Thì cái đó là cái lời mà chúng ta cũng lưu ý. Vậy thì bây giờ qua cái phần cuối cùng, thì làm sao để chúng ta có thể là chuyển hóa được cái gì, phiền não này, thì nó có hai cái từ. Một cái từ gọi là gì, chuyển hóa, một cái từ là đoạn đoạn trừ. Nhưng mà Trinh dùng cái từ chuyển hóa hơn, tại vì cái tiền chuyển hóa tức là chúng ta thay đổi nó, còn đoạn trừ là chúng ta phải gì, chặt đứt nó, thì nó khó hơn một tí. Nên là ở đây thì dùng từ chuyển hóa với anh chị em cho nó dễ ha. Và cũng cảm ơn quý anh chị em là tất cả quý anh chị em mà khi đưa về đó, thì quý anh chị em cũng liệt kê ra, thì Trinh sẽ liệt kê tất cả những cái đề xuất của các nhóm để mà chuyển hóa phiền não này. Ví dụ như anh chị em nói là phiền não nó do bởi lục dục thất tình, do đó là bây giờ phải kiềm chế nó để nhận ra vấn đề gây ra sự phiền não trong từng sát na. Anh em cũng dùng, anh chị em cũng dùng cái từ rất là hay là gì, trong từng sát na. Thì dừng lại một tí, tại vì mình có một cái số từ thì mình cũng phải trao đổi với nhau. Theo quý anh chị em thì sát na là gì? Tại vì có một số từ chúng ta đi qua, chúng ta cũng dành vài phút thôi. Anh chị em có thể đánh trên khung chat, hoặc là anh chị em có thể giơ tay. Theo chị anh chị em thì sát na là gì? Rồi, xin mời quý anh chị em mình có thể gõ trên cái khung chat á. Sát na là một giây, một khoảnh khắc. Đây là từ trong tiếng Ấn Độ. Trương Công như là Bảo Triết thì phải. Đây là Bảo Bảo Thư. Cảm ơn Bảo Thư. Trần Ngọc Như Quỳnh, sát na là đơn vị thời gian rất ngắn như một chớp mắt, được dùng nhiều trong Phật học. Rồi, cảm ơn hai bạn Bảo Thư và Như Quỳnh. Các bạn nói đúng rồi đó. Tức là gì? Sát na là đơn vị thời gian nhỏ nhất. Tức là nhỏ nhất. Do đó là gì, người ta mới nói là gì, sát na là gì, luôn luôn là mình gì, mình phải giữ cái lục dục thất tình đó, nó gì, nó không để được rời ra. Và ngay trên từng sát na các bạn dùng, đó là cái khó, trong cái đơn giản. Như hai bạn Di đó là gì, như chớp mắt. Rất là cảm ơn các bạn. Rồi, hạn chế những điều kiện tạo thuận lợi cho việc nảy sinh phiền não. Tức là các bạn cũng đề xuất là gì, chúng ta đừng có tạo ra những cái điều kiện, cái môi trường thuận lợi để tạo ra phiền não. Rồi, cái tiếp theo là nhận biết và chấp nhận khả năng của bản thân. Rất là hay. Ngừng đặt kỳ vọng vào người khác.
rút kinh nghiệm từ những cách giải quyết sự phiền não gặp trước đây, rồi quay về bên trong bằng việc thường xuyên tĩnh tâm, giữ tâm thanh tịnh và thường xuyên cầu nguyện, thường xuyên đọc thánh giáo, nghiên cứu giáo lý, sử sách, xây dựng tình yêu thương á, lòng từ bi, bao dung, tập rèn suy nghĩ tích cực, nghĩ đơn giản để giảm đi phiền não. Nó bị chạy cái chữ trên này xuống nè. Đức tin trọn lành với thầy mẹ và các đấng thiêng liêng, tập rèn tính nhẫn nhục, lập kế hoạch với mục tiêu SMART. Có một cái các bạn rất là hay, bây giờ cũng trao đổi các bạn luôn là tại sao lập kế hoạch với mục tiêu SMART thì chúng ta có thể tránh được phiền não. Có một bạn nói là một sát na bằng 0.018 giây. Các bạn có một cái số lượng luôn, số liệu luôn. Cảm ơn bạn quan sát. Rồi xin mời quý anh chị em là tại sao lập kế hoạch với mục tiêu SMART thì có thể chúng ta giảm được phiền não. Anh chị em có thể chia sẻ đi. Rồi xin mời các bạn đánh khung chat hoặc giơ tay, nếu chúng ta giơ tay được là tốt nhất. Nhớ cái nhóm này là nhóm lúc nào mà nói lập kế hoạch SMART này. Đó, chúng ta tương tác với nhau thì chúng ta sẽ dễ nhớ hơn và chúng ta có cái buổi hội học nó hay hơn, chứ hơn là một cái người nói. Rồi xin mời các bạn có thể đánh khung chat và có thể giơ tay. Tại sao mình lập kế hoạch SMART với mục tiêu là SMART thì mình lại giảm trừ được phiền não? Mình lâu ha, các bạn có thể cái này các bạn suy nghĩ hơi lâu ha. Rồi thời gian chúng ta phải đi tới nên là Trinh phải nói, tức là lập kế hoạch với mục tiêu SMART là gì? Cái mục tiêu nó có cái kế hoạch rõ ràng và nó thực hiện được, nó khả thi. Mà nó khả thi thì nó mới gì, chúng ta mới không bị gì, không bị phiền não. Còn chúng ta đưa ra kế hoạch mà nó không khả thi, chúng ta không làm được, chúng ta phiền não lắm. Nên các bạn mới chắc là gì, nó có trong khả năng của mình. Và đặc biệt là trong cái mục tiêu SMART đó là nó khả thi. Nó có nhiều thứ nữa nhưng mà cái đó là cái trong tầm tay mình làm được. Cảm ơn các bạn đã chat cho nó lớn nên các bạn chat chậm ha. Rồi. Và thêm nữa là gì? Buông bỏ tham sân si. Cái đó là cái ý cuối cùng của các bạn ghi, buông bỏ. Vậy thì buông bỏ tham sân si như thế nào? Vậy thì qua cái phiền não như vậy đó, thì Trinh tổng kết lại là nó có ba thứ chính mà các bạn có thể chia sẻ. Đó là nói về vấn đề đạo đức. Cái hai là nói về vấn đề đức tin. Và cái thứ ba là nói về vấn đề là tam công. Thì thứ nhất đức tin, đạo đức ấy, thì chúng ta có gì? Chúng ta trì hành cái giới, chúng ta có ngũ giới này, thế luật, tứ đại điều quy. Các bạn thấy những cái điều mà chúng ta nêu vừa rồi đó, là chúng ta làm sao mà chúng ta phải thực hiện được cái gì? Cái giới. Mà trong này thì liệt kê như vậy thôi, nhưng mà chúng ta thấy rằng là chúng ta cần phải thực hiện tăng luật, tất cả những cái quy định. Thật ra nhiều người ta nói đạo đức là gì thì đôi lúc chúng ta cũng khó, nhưng mà đạo đức đó là chúng ta thực hiện cái giới. Mà chúng ta thực hiện cái giới, cái quy định, cái luật lệ thì là người có đạo đức. Không tin thì các bạn cứ ngẫm nghĩ kỹ đi. Chỉ còn nói đạo đức rồi người ta nói phải là người đạo đức là người ở hiền lành này kia, nhưng mà cái quan trọng là chúng ta phải giữ cái giới, mà giới đó là luật, giới luật này kia. Cái hai là đức tin, các bạn cũng nói là chúng ta phải gì, sám nguyện đó là ghép lại cho nó dễ, tại vì nếu viết nó nhiều quá, sám đó là sám hối và cầu nguyện. Đây là Trinh cũng ghép từ nha, chứ không phải là cái từ để dùng nha. Bây giờ nó nhiều quá trên cái màn hình nó nhiều. Cái hai là chúng ta phải thường xuyên dâng lễ và chúng ta tu học. Thì các bạn có liệt kê đó, là chúng ta có gì, đọc những thánh ngôn, thánh giáo này, đọc kinh sách này, tham gia hội học này, tham gia đào tạo. Đó là chúng ta mới gì, tăng cái đức tin của mình lên. Và cái thứ ba là gì, tam công. Trong đây các bạn không đi tam công, nhưng mà chúng ta liệt kê này, chúng ta phải làm công quả, chúng ta phải công phu. Và cái việc đó nó thường xuyên liên tục, nó có tinh tấn, nó có tiến bộ, thì đó là công trình. Thì nhờ như vậy chúng ta chuyển hóa được phiền não, là chúng ta ba cái là gì, chúng ta phải có đạo đức. Và thầy cũng có nói là gì, trong cái thời này đó, thầy thả một lũ hổ lang ở cùng chúng ta mà nó cắn xé các con. Như vậy thì bây giờ làm sao để bảo vệ mình? Thì thầy cho chúng ta một bộ thiết giáp. Bộ thiết giáp đó là gì? Là đạo đức của các con. Và chúng ta thấy trong đời này, ai mà có cái này, chúng ta ngay cả sống trong gia đình, đi ra ngoài xã hội, trong giáo hội, cái người này được người khác yêu mến và tin tưởng thật sự.
một cái người mà để cho người khác tin tưởng nó rất là khó khăn. Mà bây giờ ai có được cái đạo đức thật sự là gì? À, người ta có thể là được gì? Được người khác rất là kính trọng. Và chúng ta phải có đức tin, và đức tin nó trên cơ sở là đức tin chánh chính. Thì chúng ta phải gì? Luôn luôn sám hối, cầu nguyện, dâng lễ, và đặc biệt là việc tu học. Thì anh chị em chúng ta cần thời gian với tu học. Thì nếu không thì chúng ta sẽ gì? Phải tụt lùi, hoặc là chúng ta sẽ dinh ra gì? À, ngã mạng. À, ngã mạng. Như anh chị em đã nói đó, tại nhiều cái mình đâu có biết hết đâu. Và mình nhờ cái hội học trao đổi với nhau, thì anh trước em sau chúng ta cùng nhau chia sẻ. Và cái thông tin của người này, một người hồi nãy đó, các bạn thấy là gì? Các bạn đọc được gì? Sách di thức học, rồi những cái quyển mà gì? Phật học. À, và những cái kiến thức đó chúng ta đối chiếu vào gì? Thánh ngôn thánh giáo của Cao Đài nó như thế nào? Thì nhờ anh em nhiều như vậy, chúng ta chia sẻ, thì chúng ta mới có thể gì? Cùng nhau học tập nó tốt được. Còn một mình chúng ta lủi thủi nó sẽ lâu. À, và đặc biệt trong Cao Đài chúng ta có cái gì? À, pháp môn tam công. À, và công quả chúng ta phải bòn mót. Tại vì thầy đã nói ở đây là gì? Trường học, à, trường thi. Mà nếu chúng ta không học, không thi, chúng ta không vượt qua được. Và chúng ta phải gì? À, công phu. Và cái công phu này đó, thì cũng xin anh em gì? Từ những cái việc nhỏ nhất, chẳng hạn như ở qua chỗ đức tin đó, chúng ta sám hối, cầu nguyện, dâng lễ, rồi từ từ chúng ta mới đi bước lên trên là gì? Chúng ta có thể thọ pháp. Chứ không phải là công phu ở đây là anh em nghĩ rằng là gì? Chúng ta đi vào cái việc là gì? Thọ pháp không? À, ngay lập tức liền. Mà từ những việc nhỏ nhất là gì? À, sám hối, cầu nguyện, dâng lễ, rồi từ đó chúng ta hành trì lên những bước tiếp theo. Và những cái việc làm này chúng ta thực hiện về liên tục, à, thường xuyên, và nó ở cái mức là gì? Tiến bộ. Thì đó là công trình. Thì một cái bản sơ đồ, à, tóm tắt như tranh cho em như thế này để anh em dễ nhớ, đó là chuyển hóa. Và có thể tóm tắt ngắn đơn giản hơn á, là gì? À, chuyển hóa phiền não là đạo đức, đức tin, tâm công. Thì chúng ta có thể nói là gì? Nhờ cái chỗ là gì? À, qua cái này có thể nói là gì? À, chuyển hóa phiền não có thể gì? À, giới, à, định huệ. À, thánh giáo của gì? Của ân trên có nói là gì? À, ân trên cái cho chúng ta một cái khuôn vàng thước ngọc để mà có thể là gì? Đoạn trừ được cái gì? À, tính tham sân si đó. Là gì? Cái gì? À, cái giới, định huệ. Thì hồi nãy á, cái đạo đức hồi nãy Trinh có trình bày đó, đó là cái gì? À, những cái giới luật. À, và cái định với cái huệ này á, nó nằm trong ở hai cái tâm công và đức tin á, có thể là gì? À, tách nó ra. À, là định và huệ. Thì anh em có thể là gì? À, chuyển hóa phiền não, chúng ta có thể dùng đạo đức, đức tin, tâm công, hoặc là chúng ta có thể dùng gì? Giới, định huệ. Thì cái đó là cái mà à, chúng ta có thể là sử dụng, và những cái đó là những cái giúp cho chúng ta có thể là chuyển hóa được, à, hoặc là đoạn trừ được cái phiền não. À, và Trinh cũng liệt kê các cái bài, à, các cái đoạn thánh giáo của ân trên dạy để chứng minh cái điều này, để ân trên có nói được cái chuyện này. Và cũng không đọc vì nó không có thời gian nhiều, và sẽ gửi cho anh em sẽ đọc cái chỗ này. À, như vậy thì chúng ta thấy đó, và từ đó tham sân si, à, phiền não, thì chúng ta có cái gì? À, giới, định huệ. Thì cái phiền não là do tham sân si. Vậy thì ngược lại với phiền não mà anh chị em cũng đã nói đó, là cái gì? À, là cái ngược lại. Mà cái từ ngược lại của nó là gì? Bình an. Mà muốn bình an thì chúng ta phải gì? Phải đoạn trừ phiền não. Mà muốn đoạn trừ phiền não hay là chuyển hóa phiền não thì chúng ta dùng cái gì? Dùng giới, định huệ. Hay là gì? Cái đạo đức, à, cái đức tin và cái tâm công của chúng ta. Đó là cái phần mà chúng ta thấy rằng giữa phiền não và bình an. Và cái phiền não là cách sinh ra là chúng ta có phiền não rồi. Do đó cái bình an là cái chúng ta hướng tới, à, hướng đến cái giải thoát. Còn cái phiền não, do đó là gì? Đức Phật mới nói là gì? Nước mắt chúng sanh là nhiều hơn bốn bể. Do đó chúng ta mới có là, à, khổ. Mà vì cái khổ đó chúng ta mới chỉ giải khổ. Đó. Vậy thì như vậy thì chúng ta thấy là gì? Cái bình an đó gì? Bình là yên ổn. À, an á là cái gì? À, an là êm đềm, trái với là cái nguy. Bình an là yên ổn, à, và làm cho chúng ta không có việc mà nó bất thường, à, không có việc bất thường, đó là bình an. Vậy thì chúng ta mới thấy trong cái bình an đó, đó là giúp cho anh em chúng ta là gì? Từ cái phiền não chúng ta chuyển qua bình an. Bình an có nghĩa là gì? Bình an có nghĩa là gì? Thân yên ổn, tâm an nhiên. Hồi nãy có nói là phiền não là thân chúng ta gì? À, nó bất ổn, à, tâm chúng ta lo buồn vọng động. Thì bình an là đi một cái trạng thái khác là gì? Thân yên ổn, tâm an nhiên. Anh chị em chúng ta làm được điều này thì chúng ta sẽ chuyển qua được cái trạng thái là gì? Bình an. Thì đó là cái phần mà chia sẻ với anh chị em, à, toàn bộ cái nội dung này. Thì trước khi qua chúng ta cái phần đúc kết
có một cái chia sẻ của anh chị em á. Thật ra trong thời gian ngắn mà nó khoảng chừng 90 phút, 1 tiếng rưỡi, chúng ta không thể nào nói hết được. Và những khái niệm này nó dễ, nhưng mà thật sự là nó khó. Chúng ta đi ở cái cấp độ là căn bản, là chia sẻ những cái khái niệm và đi vào từng cái một để làm sao chúng ta phân tích, để chúng ta thấy cái nào là tham, thấy cái nào là sân, thấy cái nào là si, để chúng ta đoạn trừ nó hay là chuyển hóa nó. Đó là một việc không phải đơn giản. Nhưng mà có một cái chia sẻ của anh chị em á, để anh chị em có thể là từ đây, tại vì quý anh chị em là đa số cũng là phổ tế viên, hầu hết phổ tế viên đang hướng dẫn, nên cái khả năng tự học chúng ta rất là lớn. Cho đó có một cái thang mà cấp độ tư duy plum á, trong cái học đường á, người ta thường chia sẻ nó có là gì, 6 cấp độ là nhớ, thì có nơi thì cái đây là cái gì, biết à, biết nhớ, tức là thang đầu tiên, cái chỗ này là gì, biết hiểu, rồi vận dụng, sau đó phân tích, rồi tổng hợp và đánh giá. Nhưng cái thang mới thì ghi này là sáng tạo. Thì anh chị em cứ từng bước một chúng ta đi lên, từ cái việc gì chúng ta phải biết nhớ nó, chúng ta cũng phải học thuộc quạt và thuộc lòng, nhưng mà có một cái là chúng ta phải hiểu, từ đó chúng ta mới có thể gì vận dụng nó được trong cái đời sống tu học cũng như đời sống bên ngoài. Và cái bước nó cao hơn nữa là chúng ta biết phân tích, chúng ta biết tổng hợp, từ đó chúng ta đánh giá nó được và chúng ta có thể sáng tạo, tức là chúng ta nghĩ đến một cái việc làm cho nó phù hợp với bản thân của mỗi người. Mà trước đây Trinh thường đặt ra một cái quy tắc cho mình á, tức là mọi việc gì mà mình làm á, thì nó 4 cấp độ là gì, biết, hiểu, cảm, tức là mình phải làm sao mình cảm được cái việc đó, và cuối cùng ở một cái trạng thái là ngộ, đó là trạng thái khó. Và khó cái người đạt đến cái mức độ này. Do đó mình thường là mình ở nằm ở hai cái dưới là biết và hiểu. Mình cố gắng mình rõ hai cái này thì mình cảm nhận được cái chuyện đó. Do đó cái việc học hành của chúng ta là gì, nó không dừng lại ở một chỗ mà nó luôn luôn nó đi tới, luôn luôn đi tới. Rồi đến giờ này thì chúng ta sẽ qua một cái phần trước khi đúc kết, đó là game với anh chị em. Thì cũng như đã hứa với anh chị em là khi thực hiện cái phần game này sẽ có 3 phần quà trao tặng cho anh chị em mà đạt được cái kết quả tốt nhất trong buổi tối hôm nay. Rồi, anh chị em có câu hỏi gì không trước khi chúng ta qua phần này, để phải share lại cho anh chị em để mà chúng ta vô. Rồi, bây giờ anh chị em có thể là lấy điện thoại của mình hoặc là những cái công cụ anh chị em vào trong này nè. Nếu điện thoại anh chị em quét cái mã này, còn nếu anh chị em mà dùng trên máy tính thì các anh vô cái đường link này, Kahoot.x. Rồi xin mời quý anh chị em gửi đường link lên phong chat lên trên đây. Rồi Trinh phải tắt xe thì Trinh mới lấy đường link được. Trinh tắt xe rồi mà. Rồi bây giờ để mở lên. Rồi, quý anh chị em chúng ta vào ha. Em gửi lên khung chat nè. Nó bấm không được ta. Rồi, đây. Nó có hai cái. Nó một cái là anh chị em thấy là trên cái màn hình. Rồi anh chị em thấy trên màn hình không? Đó, anh em vô được cái chưa thấy mình khung chat. Khung chat Trinh gửi rồi đó. Chưa thấy rồi. Chưa thấy. Thấy nó chậm. Trinh có coi lúc cái tu á, anh Trinh có tu everyone không, mà là anh Trinh tu rồi đó. Chắc. Mọi người mà, anh gửi cho mọi người mà, Trinh gửi cho mọi người mà. Rồi không thì anh em cứ không thì cái, anh Trinh gửi qua bên anh Trinh giờ gửi qua bên Viber hữu copy bỏ lên thử. Rồi. Zalo Viber gì cũng được. Rồi gửi Viber đó. Rồi.
Copy link này gửi lên đúng không? Đúng rồi. Rồi. Hoặc là anh chị em cứ cứ quét mã code này. Ừ. Rồi vậy đi, quét mã code. Sau đó nhập là sau đó nhập cái game pin. Mình nhớ ghi tên của mình nha. Mình nhớ ghi tên của mình chứ không là không có tên của mình là sẽ không biết. Anh chị em quẹt mã code hoặc là vào máy tính thì cái Kahoot.x rồi nhập cái mã. Rồi bắt đầu Trinh sẽ share cái màn hình của đã có 21 anh chị em vào rồi nè. Nó sẽ có 10 câu hỏi. Nó 10 câu hỏi và nó có thời gian. Và anh chị em nhớ rằng là anh chị em phải làm thứ nhất là chính xác. Thứ nhất là cái thứ hai là nhanh nhất. Ví dụ mình có một câu nó 20 giây hoặc 30 giây. Nhưng mà mình làm đầu tiên thì mình sẽ có điểm lớn. Nhưng mình làm sau thì nó sẽ có điểm gì? Thấp hơn. Đó. Rồi xin mời vài giây cho anh chị em ha. Anh chị em có nghe âm thanh không? Có. Rồi ok. 38 anh. Cái Kahoot này nó có bản quyền nên là nó chứa được 2.000 người. Còn Kahoot mà không có bản quyền nó dưới 100 người nên anh chị em vào hết nha. Tối nay mình đang là 152 người. Những cái công cụ như thế này thì mình có thể mình làm và mình sau này mình có thể ứng dụng cho các em đoàn sinh này kia trong cái sinh hoạt này kia, nó cũng tạo những cái vui tươi trong cái sinh hoạt. 54 anh chị em, nếu mà anh chị em không quét mã hồi nãy kịp thì anh chị em vào cái đường link này kahoot.x. Đó, rồi mình vào mình nhập cái mã pin. Mình ghi tên mình 566-5605. Rồi anh chị em nhanh tay ha. 58-59. Chúng ta mới được một nửa thôi. Thầy ơi, anh em kỹ thuật cho anh biết tại sao anh cũng nhắn lên khung chat mà anh bấm enter không đi được đó nha. Phần mềm nó có vấn đề. Nó chuyển sao mà chỉ gửi cho một hai người sao đó. Tạo hot đó, nó có vấn đề. Thấy chỗ đâu mọi người hay gửi anh thấy này. Hoài thì thấy đó nhưng mà sao anh với mấy bạn khác cũng thấy nè, anh thấy không? Nhưng mà anh nó chỉ cho gửi đến đến ai đó thôi. Rồi ok anh thấy rồi. Rồi. Ví dụ như Trinh đang mới gửi lại, các bạn thấy không? Trên chat á, cái link á. Rồi anh thử anh gửi dạ. Rồi. Em thấy được link rồi. Ok. Rồi nhanh đi. Các bạn nhanh tay một tí ha. 60 rồi. Nó sẽ xuất ra cái file đó để tối nay chúng ta coi thử là ai thật sự đang có trên link á, trên cái phòng Zoom này. Các anh em nào có khó khăn không? Rồi, chúng ta chờ 30 giây nữa nha. Dạ, em vô được mà em không thấy gì, em thấy mỗi chữ trung chỉ không à. Đúng là chưa. Trên nó chưa dạ. Gửi gì hết. Dạ, trên cái màn hình này sau khi anh em vô rồi bắt đầu là Trinh bấm star thì anh em bắt đầu mới thực hiện được. Rồi anh em sẽ đặt trả lời câu trắc nghiệm thôi, mình chọn cái câu đáp án đúng thôi. Tất cả chúng ta chơi đồng loạt mà. Anh ơi, hình như cái câu hút này là trong điện thoại mình chỉ thấy góc ô vuông và góc màu thôi chứ không thấy cái đáp án ở trên đó anh. Chưa. Em cứ vô trước đi rồi tí anh Trinh mới khởi động.
Không, ý Nếu mà em là anh cần đặt dùng cho câu điện hỏi thoại mà. rồi. Nhìn ra màn hình anh Trinh nè, anh Trinh đang xa nè, chút nữa Không, ý anh là gọi em anh cần Trinh dùng cho lại. điện thoại rồi ấy. Em thấy là nó chỉ hiển thị là có ô vuông là thôi, chứ không có đáp án gì nữa. Đúng đúng rồi, nhưng mà Tại em cái chưa chưa là em sợ nhìn đâu. lên máy anh Tại Trinh. À, ý mấy bạn nói là mấy bạn chỉ có một thiết bị thôi anh Hòe, là điện thoại đã chơi rồi thì không có tắt qua bên cái chỗ câu hỏi của anh Trinh bên màn hình giùm mày được. rồi được rồi nếu mà các bạn có khó khăn anh sẽ đọc luôn câu hỏi. Ta bắt đầu đi anh Trinh, tranh thủ thời gian. Rồi 30 giây nữa nha, cho các bạn vào nha. Trinh tắt cái dấu nhân ở chỗ hiển thị tất cả lên Trinh, tí đọc cho nó nhanh lên Trinh. Hiển thị hết trên màn hình đó hả? Không, cái dấu nhân ở dưới cùng anh. Đó, tắt cho nó đi anh. Dưới dưới góc góc phải anh em. Rồi, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng nha. Rồi câu số nhất, phiền não là gì? Rồi nó có hiện cả câu hỏi, anh em bấm vào cái ô đáp án đúng. Chúng ta còn 10 giây. Đáp án đúng là đáp án thân bất an, tâm lo buồn, vọng động. Chỉ có 21 anh chị em làm đúng. Vậy thì ai là người đạt số điểm cao nhất đầu tiên đây? Anh chị em lưu ý là chúng ta chọn nhanh và chọn đáp án đúng nha. Nó cũng cũng lâu nên Trinh sẽ bấm tiếp theo nha. Mạng nó có thể nó quay hơi lâu nè. Tiếp câu số 2 nha. Linh Linh đang là người mà cao điểm nhất. Rồi, câu số 2. Nguyên nhân của phiền não là gì? Thì này anh chị em trả lời khá nhanh đó. Có 76 người đáp ứng đúng, trả lời đúng, nhưng vẫn có 5 người trả lời sai. Bạn bạn Nờ Văn đã đang vươn lên dẫn dẫn đầu sau 2 câu. Chúng ta tiếp tục câu số 3. Phiền não nào sau đây thuộc tâm tham? Em chị em nào chưa vô chúng ta cứ vào không sao nha. Hết. Như vậy là chúng ta thấy rằng là câu này đáp án nó được gì? Được phân rất là nhiều. Có 31 anh chị em đó đáp án đúng, nhưng mà vẫn gì? Số lượng đáp án sai rất là nhiều. Đáp án đầu tiên là số lượng đoàn xin ít. Chúng ta tiếp tục nha. Như vậy là bây giờ là bạn Mỹ Linh đang dẫn đầu. Chúc bạn mà chúc mừng bạn Mỹ Linh. Chúng ta tiếp tục câu tiếp theo, câu số 4. Phiền não nào sau đây thuộc tâm sân? Các bạn trả lời khá nhanh ha. Còn 10 trên 10 giây mà số lượng trả lời của các bạn đã gần xong. Đáp án nào sẽ là đáp án đúng đây? Và bạn nào sẽ đang dẫn đầu?
Có 75 bạn trả lời đúng. Vẫn có gì? Có 7 bạn trả lời chưa đúng. Bạn Mỹ Linh vẫn đang dẫn đầu. Chúc mừng bạn Mỹ Linh. Và chúng ta tiếp tục câu số 5. Phiền não nào sau đây thuộc tâm si? Thì này có vẻ các bạn trả lời hơi chậm ha. Còn 2 giây, còn 1 giây. Rồi. Có 16 bạn trả lời đúng thôi. Kỳ này các bạn trả lời sai rất là nhiều. Và bạn nào đang dẫn đầu đây? Bạn Trung Chỉ đã vươn lên. Chúc mừng bạn Trung Chỉ. Chúng ta tiếp tục câu tiếp theo. Câu số 6. Phiền não. Có quá nhiều việc phải lo nghĩ thuộc tâm gì? Kỳ này các bạn trả lời cũng khá nhanh. Còn trên 10 giây mà đã gần trả lời gần hết. Rồi, chúng ta sẽ coi là câu hỏi này thì bạn nào là đang dẫn đầu và bao nhiêu người trả lời đúng. Chúng ta có 54 bạn trả lời đúng, vẫn có số lượng các bạn trả lời sai. Bạn Hình Văn Hiếu đang dẫn đầu, chúc mừng bạn Hình Văn Hiếu. Rồi, chúng ta tiếp tục. Đúng là chúng ta có âm thanh mà có lẽ mạng nó nặng nên nó không có âm thanh. Phiền não là gia đình hướng đạo thực hiện nhiều hoạt động cho họ đạo mà ban cai quản không duyệt kinh phí thì thuộc tâm gì? Kỳ này các bạn trả lời cũng khá nhanh. Có nhiều bạn cũng đã vào sau. Các bạn thấy rằng vô cái đường dẫn Kahoot.x và cái game pin nó vẫn còn ở dưới trên màn hình. Các bạn có thể vào, những bạn nào chưa vào được. Có 32 bạn trả lời đúng. Và nhiều bạn cũng trả lời sai câu này. Bạn Hiếu vẫn là bạn đang dẫn đầu. Xin chúc mừng bạn Hiếu. Chúng ta câu thứ 8. Phiền não luôn giữ đoàn sinh ở lại sinh hoạt quá giờ vì về nhà trọ một mình cô đơn thuộc tâm gì? Câu này các bạn trả lời cũng khá nhanh. Câu này số bạn trả lời sai cũng khá là nhiều. Chỉ có 36 bạn trả lời đúng. Bạn Hiếu vẫn giữ vững ngôi đầu. Rồi, chúng ta câu áp út, câu số 9. Giải pháp để chuyển hóa phiền não là gì? Chỉ còn 3 giây. Câu này khá dễ nên là các bạn trả lời là khá tốt. Đến câu áp cuối thì bạn Hiếu vẫn giữ vững. Và câu số 10. Câu số 10 là câu rất dễ nhưng rất khó. Không biết là các bạn trả lời được như thế nào. Rồi, câu cuối cùng để quyết định ai là người sẽ gì chiến thắng. Xin mời các bạn. Câu kinh. Con nay nhìn lại nhân sanh, còn trong phiền não oan tình khổ thân, trong bài kinh nào? Một câu rất là dễ nhưng mà câu rất là khó. Coi các bạn có hành trì hay không. Các bạn trả lời rất là nhanh. Trả lời nhanh chắc có lẽ là các bạn thuộc kinh.
Có 49 bạn trả lời đúng à, trong bài kinh cầu nguyện phước thiện. Xin chúc mừng ba bạn. À, bạn đứng hạng 3 là bạn Phi Loan. Bạn đứng thứ nhì là bạn có cái biệt hiệu là MC. Và bạn đứng nhất là bạn Hình Văn Hiếu. Chúc mừng bạn Hình Văn Hiếu. À, à, các bạn sẽ có phần quà và ngay sau đây à, sẽ có phần quà, phải có phần tổng kết và chia sẻ với bạn. À, cảm ơn các bạn rất là nhiều. À, trong cái bữa tối hôm nay là chúng ta có một cái đề tài mà nó mang tính là chia sẻ, trao đổi với các bạn là nhiều, để chúng ta có thể là chúng ta học hiểu lẫn nhau. Và xin chắc xin thêm chừng 3-4 phút nữa thôi để mà tổng kết lại cái đề tài trước khi kính mời huynh trưởng trưởng ban có cái phát biểu. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng là cũng cảm ơn tất cả quý anh chị em trong tối hôm nay. Cái sự chuẩn bị của quý anh chị em nó đã làm cho cái buổi học hôm nay nó nhẹ nhàng ra. Nó không đi theo một cái chiều là chúng ta làm một cái bài thuyết giảng mà một cái bài trao đổi là chủ yếu. Và nó cũng mở ra nhiều cái nội dung mà quý anh chị em chúng ta cần có cái tìm hiểu. Như vậy thì đúc kết cái đề tài lại đó thì chúng ta cũng nắm một số cái khái niệm căn bản. Tại vì cái đây nó mang tính đơn giản nhưng mà ngược lại chúng ta đi sâu vào thì nó khó. Thì phiền não là cái mà nó mang theo chúng ta rất là nhiều. Gần như cái việc gì cũng khiến chúng ta phiền hết. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta trễ giờ rồi, một số anh em chị em cũng đã phiền rồi. Thì phiền não có nghĩa là thân bất an và tâm lo buồn vọng động. À, tâm chúng ta nó cứ hướng ra bên ngoài không. Và ngược lại với phiền não là bình an, là thân yên ổn và tâm an nhiên. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta không làm được cái gì khác hết mà chúng ta thể ở đây, thì chúng ta dành hết trọn vẹn cái tâm của mình, cái thân của mình cho công việc đó. Nhiều khi anh chị em làm cái việc này, đang làm việc này nhưng đang nghĩ việc khác. Cái đó là cái mà khiến cho chúng ta gì phiền não. Chẳng hạn như bây giờ cái công cụ chúng ta rất là nhiều. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta đang ở trên cái hội học này nhưng mà tay chúng ta là cầm điện thoại. Chúng ta phải lướt Facebook, chúng ta phải trả lời tin nhắn, vân vân, cũng là cái mà khiến cho chúng ta gì phiền não. Và nguyên nhân của phiền não là do tâm sân si gây ra. Đây là một ba cái mối chính. Thật ra thì tất cả những cái khác chúng ta có thể quy về nó tham sân si được hết. Và cái tham sân si là cái gây ra lớn. Và chúng ta là đoạn trừ, chúng ta chuyển hóa nó như thế nào. Thì chuyển hóa của nó thì chúng ta tập rèn đời sống đạo đức qua việc giữ giới. Thì chúng ta có tăng luật, thì trong tăng luật thì rất là rõ là ngũ giới, thế lực, tứ đại địa quy, vân vân. Nhưng mà chúng ta cũng phải nhớ rằng là gì, cái luật pháp của bên ngoài chúng ta cũng phải cần tuân giữ. Tại vì cái đạo đức chúng ta không chỉ có giữ là luật đạo, nhưng mà luật đạo trong đó cũng có cái câu là gì, chúng ta phải tuân giữ của luật đời. Cái đó ghi tăng luật là chúng ta đủ rồi. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là gì, tất cả các quy định đi đến đâu như thế nào chúng ta cũng phải đều phải tuân giữ hết. Cái thứ hai là chúng ta nuôi dưỡng cái đức tin chánh tín qua việc trì hành thường xuyên cái việc sám hối, cầu nguyện, dâng lễ và đặc biệt là tu học. Chúng ta đọc thánh giáo, kinh sách đào tạo và hội học, thì chúng ta tham dự những cái này và làm sao để chúng ta thường xuyên được tiếp cận được với cái nguồn thánh giáo, kinh sách của tôn giáo của mình để mình đọc thường xuyên. Và chúng ta thực hành được tam công đạo pháp môn mà của chúng ta, của cao đài chúng ta, thì công quả, công phu và công trình chúng ta hiểu rõ để chúng ta thực hiện. Và như vậy thì cái chuyển hóa đó, nếu mà nói gọn lại đó là gì, không ngoài cái giới định tuệ, giới định huệ, mà cái đó là cái mà chúng ta phải tìm hiểu sâu hơn. Thì xin cảm ơn quý anh chị em và kết thúc cái đề tài này, xin mượn lời của Đức Ngô để có thể chia sẻ đến chị em nói về cái phiền não. Tức là Đức Ngô có nói là giới là một lợi khí để diệt trừ những thứ phiền não vô vọng. Chúng ta thấy giới nó giúp chúng ta trừ được cái phiền não vô vọng. Và định là một thứ lợi khí để diệt trừ những phiền não vi tế. Có những thứ nó bên ngoài chúng ta thấy được, nhưng mà có những thứ chúng ta không thấy được, thì chỉ có định mới giúp chúng ta. Và làm được hai phần ấy thì tự tánh được sáng tỏ, tức là huệ. Mà khi huệ rồi, tức là một con người mà sáng suốt đó, thì chúng ta sẽ gì? Để nhìn ra được nhiều cái thứ mà chúng ta tránh được phiền não. Thì kính chúc tất cả quý anh chị em chúng ta có được cái giảm được cái phiền não, mà chúng ta tăng lên được cái
bình an cho mình, mà mình bình an cho mình tức là chúng ta tu học nó sẽ rõ ràng. Và cũng xin trao đến 3 phần quà cho quý anh chị em á, là trong Trinh cũng đã chuẩn bị cái phần quà thứ nhất là các bạn mà đứng nhất á, Trinh sẽ tặng cho bộ sách là Muôn Kiếp Nhân Sinh cả tập 1 và tập 2. Xin tặng cho bạn Hiếu. Bạn đứng thứ nhì, xin trao tặng cho bạn là cái quyển Hồi Ký Thanh Long. Thật ra đây là cái quyển sách mà Trinh cũng chia sẻ một ngắn gọn là trong cái thời gian mà sinh hoạt tu học gắn bó đến giờ này, thì đây là quyển sách mà đọc thường xuyên gối đầu giúp mình rất là nhiều. Và bạn thứ ba là Trinh xin tặng cái quyển là Thiên Đạo, một quyển rất là hay của ngài Nguyễn Trung Hậu và Phan Trường Mạnh. Đó là 3 món quà sẽ được gửi đến cho các bạn trong cái buổi tối hôm nay. Và nếu như các bạn đã có sách này mà các bạn muốn nhận bộ sách khác, có thể các bạn có thể là ý kiến Trinh sẽ đổi bộ sách khác. Sách thì Trinh không thiếu để mà cho các bạn đổi, nhưng mà hy vọng rằng các bạn sẽ lan tỏa và đọc được. Và xin có lẽ là một món quà rất là lớn, đó là trao cho tất cả quý anh chị em chúng ta tối nay, để làm sao chúng ta từ đây về sau chúng ta có thể tập rèn được cái tâm bình an mà giảm được cái tâm phiền não. Xin cảm ơn tất cả quý anh chị em. Xin nhường lại cho huynh trưởng Đỗ Thí Hữu. Kính thưa quý huynh trưởng, thưa anh chị em, thì như cái lời đầu tiên anh Trinh có cái chia sẻ như vậy, thì sau cái bài học của anh Trinh, cho phép em trân trọng kính mời huynh trưởng, trưởng ban phụ trách sẽ có cái ý kiến về cái bài học hôm nay. Và tiếp theo sau cái phần của huynh trưởng thì ở phần tổ chức lớp học thì em có một số cái thông báo. Xin mời huynh trưởng, trưởng ban phụ trách. Dạ, xin trân chào. Bị hú rồi huynh trưởng ơi. Tắt giùm em một cái mic. Dạ, được rồi ạ. Thưa tất cả quý huynh trưởng, quý trưởng, xong buổi học tối hôm nay, thì tinh thần của chúng ta đã nghe huynh trưởng Ngọc Trinh nói về phiền não và bình an. Một vấn đề liên quan tới đạo học cũng khá sâu. Và hôm nay anh em mình cũng bắt đầu tập và thảo luận làm quen về những cái thuật ngữ đạo học tham sân si giới định huệ, đó là tam độc và tam học, hay là tam vô đạo học của nhà Phật. Thì thực sự ra cái phiền não thì quy về tham sân si như vậy là đã khá chuẩn so với cái thuật ngữ rồi. Mà chúng ta cũng biết tất cả cũng đều là do một cái từ ngữ chung đó, là do mình vô minh, mình không chịu tu học, không nhận thức được vấn đề, để mình cứ thỏa mãn những cái ham muốn dục vọng của mình đó, mà nó sinh ra những cái khổ đau như vậy. Thì chia ra tham sân si là nó rõ 3 cái mảng như thế. Đương nhiên phân tích sâu hơn nữa, chi tiết hơn nữa thì vẫn còn nhiều thứ để mà thấy rõ hơn. Cái quá khó là vấn đề là tham sân si. Và trong cái vấn đề mà cũng muốn bổ sung thêm hôm nay là chúng ta cũng cần biết thêm một cái mảng nữa, đó là bồ đề hay là sự giác ngộ là gì. Mà Đức Thánh Trần có nói rằng là phước trong họa, bỉ trong hanh, ai ngờ phiền não
lại sanh, tự sanh Bồ Đề. Thì chúng ta có nhiều người không chịu được nỗi phiền não đó, tìm đến những cái kết thúc rất là bi thảm. Và chính những cái phiền não đó, một cái bệnh tình của hiện trạng của xã hội là nhiều cái stress của người không chịu nổi. Ở Đà Nẵng xây mấy cái cầu để ta giải quyết những cái stress đó. Và vừa qua thì cũng nhiều cái ca nhảy cầu. Vì đó là họ đang gặp những cái phiền não trong cuộc sống. Cái giải quyết của họ như vậy là hết sức là thê thảm. Nó không dẫn đến đâu mà nó chìm đắm thêm trong não luân hồi, nó mưu kiếp, mà có khi nha, trở thành ra những cái khổ đau cho mọi người, cho xã hội. Vì sao mà nói lại là phiền não lại tự sanh Bồ Đề được? Thì ân trên của chúng ta cũng đã dạy khá nhiều ha. Thì chúng ta cũng biết là nhìn vô cái đó rồi á, mình có một cái nhìn mà tích cực á, thì mình sẽ thấy rằng là cuộc đời nó vốn là nó sẽ gây cho mình những phiền não, mới sinh ra gọi là cái cõi khổ. Nên đó là chúng ta phải chấp nhận, không có thái độ chấp nhận như thế. Xong rồi thì chúng ta phải tìm cái như thế nào để chuyển hóa, như anh Trinh đã nói. Thì vấn đề á, cuộc sống của chúng ta á, là quá trình chuyển hóa liên tục cái phiền não đó, mà sự chuyển hóa liên tục đó đó nó nối tiếp với nhau, nó gọi là sự ngộ, cho đến cái cuối cùng là chúng ta giác ngộ hay là toàn giác, tới một cái chỗ chúng ta giải thoát được. Thì như vậy thì phải biết rằng có cái phiền não như thế thì chúng ta mới tìm đến cái Bồ Đề hay là giác ngộ. Nếu không ha, thì chắc chúng ta không có hướng về con đường tu hành đâu. Và chúng ta cũng từng thấy trong thực tế cuộc sống là như thế. Bao nhiêu người chỉ có gặp mà khi vận thới hung hăng chẳng kể, lúc suy vi bài lễ khẩn cầu là như vậy. Chúng ta có gặp khổ đau, chúng ta có gặp nhiều cái trắc trở, gây những trở ngại, làm tổn thương tâm hồn, làm cho đau đớn thân tâm, tất cả như vậy ta mới, nếu như là con người có một cái căn duyên lành thì hướng về con đường đạo đức. Còn nhiều người nữa thì không có được cái chuyện hoa đó. Thì như thế với chúng ta, thái độ tích cực là biết rằng phiền não là có thể nói là cội nguồn đất để mình chuyển hóa, để giác ngộ được. Và chúng ta cũng cảm ơn phiền não, cảm ơn nghịch cảnh để giúp cho mình tiến tới trên đường tu học. Và có như vậy chúng ta có thực hiện những con đường nãy giờ anh Trinh hướng dẫn, đạo đức, nào là đức tin, nào là tâm công, vân vân, tất cả những cái đó, phương pháp đó, thì mình mới có thể chuyển hóa được tốt. Có như thế, đó là một cái nghệ thuật sống trong cái thời đại con người chúng ta từ xưa đến nay, cũng như đặc biệt trong thời đại ngày nay, càng ngày chúng ta càng nhiều tiếp xúc với nhiều sự diễn biến, nó tác động xấu đến tâm hồn con người chúng ta. Và xin cảm ơn bài học hôm nay, và lần nữa thì những cái sáng tạo của anh Trinh giúp cho anh em mình có thể anh em tạo ra sự học hỏi hơn, và cũng mong rằng là anh em mà có những cái đóng góp nào, ví dụ như cái khóa học này có cần tiếp tục duy trì hay không, qua hết các cái đề tài mà các anh đã đưa ra, chúng ta nếu còn tiếp tục hoặc là anh em có những nhu cầu thì ban chúng ta sẽ tiếp tục tạo ra những buổi học diễn đàn như thế này để đưa đến anh em nhiều cái kiến thức cũng như là giúp ích cho cuộc sống của chúng ta. Xin cảm ơn tất cả nguyên trưởng và tất cả các anh chị em. Xin cảm ơn huynh trưởng, trưởng ban phụ trách. Tiếp theo cái ý mà huynh trưởng, trưởng ban phụ trách vừa trao đổi với anh em chúng ta đó, thì
Trong buổi học tới chắc chúng ta cũng phải dành một chút xíu cái thời gian để trao đổi thêm rằng là qua 6 cái đề tài giáo lý mà chúng ta trong cái lớp học online như thế này, anh chị em chúng ta cảm thấy rằng cần phải tiếp tục duy trì, thì chúng ta cũng phải có một cái ý kiến để cho ban phụ trách thông qua cái ý kiến của anh chị em có cái quyết định là duy trì hay là nó như thế nào đó cho nó phù hợp. Còn bây giờ thì có một số cái ý kiến hỏi đã chat trên đó và huynh trưởng Bùi Ngọc Trinh cũng đã trả lời. Hy vọng rằng anh em qua cái phần trình bày của huynh trưởng Bùi Ngọc Trinh cũng giống như cái sự chia sẻ của các thành viên trong lớp giáo lý và cái phần tổng kết của huynh trưởng trưởng ban phụ trách đã giúp cho chúng ta hiểu được cái nội dung, cái đề tài một cách rốt ráo. Huynh trưởng Bùi Ngọc Trinh cũng vừa chia sẻ cái file mà trình bày tối hôm nay đến các cái thành viên nhóm trưởng, thì anh chị em chúng ta chia sẻ cái thông tin này đến cho các thành viên của lớp học chúng ta. Bây giờ thì đến cái phần thông tin đến cái buổi học kỳ tới, thì anh chị em chúng ta nhìn lên trên màn hình, tôi sẽ chia sẻ về cái câu hỏi thảo luận chuẩn bị cho đề tài 6 cảm ứng và nhân quả. Đề tài 6 là theo cái kế hoạch đó là đề tài mà sau cùng, và người phụ trách là huynh trưởng Bùi Ngọc, xin lỗi, huynh trưởng Cao Hoài Nhân. Hôm nay thì huynh trưởng Bùi Ngọc Trinh đã cho chúng ta chơi kỳ hot, thì hy vọng rằng kỳ tới huynh trưởng Cao Hoài Nhân sẽ cho chúng ta chơi sweet game nha. Ba câu hỏi đưa ra, thứ nhất là cảm ứng là gì, nhân quả là gì, cho ví dụ cụ thể tại sao gọi cảm ứng và nhân quả là luật, hãy phân tích. Thì câu hỏi này dành cho các nhóm từ 1 đến 8. Câu hỏi thứ hai, luật nhân quả và cảm ứng có mối quan hệ như thế nào? Hãy nêu ra những ví dụ cụ thể mà anh chị em đã trải nghiệm và các đoạn thánh giáo để chứng minh cho quan điểm của mình về mối quan hệ này. Với câu hỏi số 2 này, các nhóm từ nhóm 9 đến nhóm 16 sẽ thực hiện. Và câu hỏi số 3 là tổng cộng 16 nhóm đều phải thực hiện. Đó là chúng ta áp dụng luật cảm ứng và nhân quả vào trong đời sống tu học như thế nào? Đời sống sinh hoạt tu học như thế nào, đặc biệt là sinh hoạt của gia đình hướng đạo? Hãy nêu ví dụ cụ thể và phân tích. Như vậy thì mỗi nhóm chúng ta sẽ có 2 câu hỏi, hoặc là câu 1 và câu 3, hoặc là câu 2 và câu 3. Thì trên cái tinh thần là các nhóm chúng ta hội ý, thảo luận trước các cái nội dung câu hỏi đặt ra, và nhóm gửi cái file Word của cái biên bản thảo luận đó, kết quả thảo luận đó về cho ban phụ trách vào trễ nhất là vào ngày 14 tháng 11 gửi bằng cái file Word. Sau khi mà ban phụ trách xem xét các cái nội dung anh chị em chúng ta gửi về đó, thì sẽ lựa chọn cái nhóm trình bày vào ngày 16 tháng 11 sẽ có thông tin đến nhóm nào trình bày. Những cái nhóm được thông tin mời gọi trình bày chia sẻ trong cái buổi tối đó thì sẽ làm cái file bằng PowerPoint để gửi về ban tổ chức trễ nhất là ngày 18 tháng 11 và chuẩn bị người trình bày nội dung của nhóm mình với thời lượng tối đa là 7 phút. Mỗi nhóm sẽ chỉ định trình bày một câu hỏi. Anh em chúng ta nhớ cái thời lượng. Ví dụ như hôm nay anh em chúng ta thực hiện cái thời lượng cũng khá tốt. Đó giúp cho cái buổi lớp học của chúng ta nó có cái thời gian phù hợp. Và trước khi mà kết thúc cái buổi sinh hoạt tối hôm nay, thì Hữu xin nhắc lại là cái phần câu hỏi này sẽ được gửi đến trên cái thông báo đến toàn thể anh chị em. Cái thứ hai là kính mời các thành viên trong ban phụ trách chúng ta cũng ở lại 15 phút để chúng ta họp sau cái buổi học ngày hôm nay. Và bây giờ thì buổi sinh hoạt của chúng ta đã kết thúc. Một lần nữa thay mặt cho các thành viên trong ban phụ trách, những người chịu trách nhiệm về cái việc tổ chức lớp học, trân trọng cảm ơn anh chị em chúng ta đã nhiệt tình tham gia. Rõ ràng cái sự nhiệt tình của anh chị em cho lớp học này, nó là cái nguồn động viên cho tất cả anh chị em chúng ta, và đặc biệt là những người phụ trách về cái đề tài. Như vậy thì một lần nữa cầu nguyện Thầy Mẹ cùng Chư Phật Tiên Thánh Thần phù hộ cho anh chị em chúng ta được bình an, giải trừ được cái phiền não, và
chúng ta sớm trở lại trong cái buổi tới với phần trình bày của huynh trưởng Cao Hoài Nhân. Hy vọng hứa hẹn sẽ có một cái đề tài sinh hoạt thật là có ý nghĩa. Anh chị em chúng ta cũng biết rồi, xem phim hay là cái gì đó thì lần đầu vô phim thì nó phải quan trọng, nó phải hay ho để thu hút đúng không? Đó là các huynh trưởng, trưởng ban phụ trách. Rồi kết thúc phim phải có cái gì đó ấn tượng. Hy vọng là bài chia sẻ của huynh trưởng Cao Hoài Nhân sẽ tạo được những ấn tượng tốt đẹp để cho chúng ta còn tiếp nối nhiều ý kiến cho rằng là chúng ta phải duy trì thêm lớp học này nữa. Và sau đây kính mời huynh trưởng, trưởng ban phụ trách, quý huynh trưởng cùng anh chị em chúng ta tĩnh tâm niệm danh hiệu thầy để tạ ơn. Nam mô Cao Đài Tiếng Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Cao Đài Tiếng Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Cao Đài Tiếng Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.